lần này hắn bay trong bóng đêm tới nửa đêm thì chỉ còn cách hoàng phong cốc vài canh giờ lúc đó mới nghỉ ngơi chốc lát chờ cho trời sáng lên mới đi vào cốc trở về bách dược viên vừa vào trong vườn hàn lập liền bế quan ba ngày sau hắn mới có thể khu trừ đi tuyệt đại bộ phận dị vật trong đan điền còn lại chút ít cũng không có gì quan ngại sẽ bị chân nguyên tự động từ từ luyện hóa sau mặc dù vậy lần đại chiến này vẫn để lại di chứng chính là làm cho nguyên khí của hàn lập đại thương phỏng chừng không ít hơn một tháng mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng Hàn Lập vẫn cảm thấy lần này cực kỳ có giá trị. Bởi vậy mà lúc này, hắn đang ngồi trước bàn, thưởng thức những chiến lợi phẩm của mình, một đống đồ vật và hai khối trúc cơ đan màu lam. Sau khi quan sát một canh giờ, hắn mới đem cất trúc cơ đan vào trong cái bình đồng phụ trợ pháp khí. Như vậy, linh khí sẽ không bị thất thoát. Về phần cái bình xanh và chiếc hộp gỗ, đương nhiên phải hủy đi, tránh bị lộ sau này. Nói vậy nhưng trong trận đấu đó, hắn cũng tổn thất không ít. Chẳng những phi kiếm phù bảo bị phế đi, ngay cả thượng phẩm pháp khí tinh cương hoàn cũng tan nát, vì vậy mà Hàn Lập có chút tiếc hận. Bất quá, thu hoạch cũng không tồi, trừ thanh giao kỳ ra, Hàn Lập còn lấy được trong túi chữ vật của lục sư huynh hai kiện pháp khí không tệ, một kiện chính là thanh sắc thằng tác đã từng đánh lén hắn khi đó. Một kiện còn lại là một cái ngân câu, thoạt nhìn cũng biết là thượng phẩm pháp khí, như vậy cũng đủ để đề đền bù cho pháp khí bị hư tổn của hắn. Hơn nữa, hắn còn tìm được thêm hơn 10 phù lục thuộc tính khác nhau từ bậc thấp tới bậc trung, và hơn 20 khối linh thạch cấp thấp nữa. Nhưng đáng tiếc là không hề có một cái sơ cấp phù lục bậc cao nào, chỉ có duy nhất một cái phong tường thuật là bậc cao thì đã vì đánh nhau với Hàn Lập mà mất hết linh lực, đã sớm trở thành tờ giấy lộn. Hàn Lập nhân cơ hội này, đem tất cả những chiến lợi phẩm sửa sang lại một lần, trừ những đồ cực kỳ chân quý hoặc đồ có thể dùng được như linh thạch thì hắn hủy tất, để tránh hậu hoạn. Sau đó hắn lại nghiên cứu đến việc trúc cơ đan, lại phải nói, Hàn Lập vốn không hề biết gì về phương pháp phục dụng trúc cơ đan, đúng thực sự là không hề biết gì. Liệu có phải đơn giản chỉ cần nuốt trúc cơ đan không? Hay còn cần loại dược vật nào làm thuốc dẫn không? Hay thậm chí có cần phải nhờ ngoại lực hỗ trợ không? Theo lẽ thường mà nói, đan dược chân quý như vậy, đương nhiên phải có chút đặc biệt khác thường. Bởi vì trước kia Hàn Lập không có chút cơ đan nên cũng không lưu tâm chuyện này lắm. Vốn hắn định thông qua huyết sắc thí luyện rồi mới hỏi Han về vấn đề này dù sao nếu thí luyện thất bại thì tất thảy đều là vô dụng đối với hắn không ngờ bây giờ lại có tới những hai khối trúc cơ đan đây quả thực là việc cần phải nghiên cứu sớm sau nửa ngày hàn lập quay trở lại từ truyền công tác khi hắn quay lại ngơ ngác ghé lại trước bàn một trận xuất thần sau hồi lâu mới đột nhiên nện một quyền đập vỡ tan một góc bàn nhưng chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả không lâu trước đó hàn lập lấy cớ học tập pháp thuật mới theo ngô phong học quấy quá nửa ngày mới moi được cách dùng trúc cơ đan nhưng cái chính là kết quả đối với hắn thực sự lại không phải là tin tức gì tốt lành. Thì ra dùng trúc cơ đan không cần thuốc dẫn, cũng không cần mượn ngoại lực mà chỉ cần trực tiếp nuốt chừng cũng có hiệu quả. Theo lý thuyết này mặc dù tốt đối với Hàn Lập, nhưng câu kế tiếp của Ngô Phong lại khiến Hàn Lập đau đầu. Vấn đề phát sinh sau khi dùng thuốc lại làm cho Hàn Lập khó xử. chương 172, tuyển trạch, Bắc Bộ Kiến Châu, có mười mấy người áo vàng cao thấp khác nhau đứng trên hoang sơn nào đó tại biên giới giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc, quần áo bọn họ đón gió phiêu động tuổi tác hoàn toàn không giống nhau phần lớn tóc đã hoa dâm có nếp nhăn trên mặt đã đến tuổi chi thiên mệnh số ít khác da rẻ mềm mại môi hồng răng trắng tính cách trẻ con vẫn chưa dứt nhưng tất cả đều im lặng không nói gì đang đứng xếp hàng một cách trật tự đứng đầu tiên chính là một vị lão giả không giận mà uy hai tay đặt sau lưng thản nhiên nhìn bầu trời không nhúc nhích hiện tại xuất thần phía sau lão có bốn nam một nữ thần thái kính cẩn lễ phép mà trong đó có một người chính là vị vương sư thúc đã dẫn hàn lập nhập môn, giờ phút này vẻ mặt hắn cũng trịnh trọng. Phía sau năm người đó là hai hàng đệ tử áo vàng đứng thẳng chỉnh tề, những người này vẻ mặt khác nhau, có vẻ mặt khẩn trương, cục xúc bất an, có vẻ mặt bất cần, nhìn trái trông phải, còn có vẻ mặt mỉm cười không nói, không lộ cảm giác. Mà ở một góc của hàng cuối cùng có một người bộ mặt ngăm đen, là một thanh niên tướng mạo bình thường, mặt mày cúi xuống, Thủy Trung chỉ nhìn thấy mũi chân của mình, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc, tựa hồ rất là xấu hổ. Nhưng không một ai biết, người này xem ra giống như một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, nhưng trong lòng chứa một bụng oán khí không thôi. Thanh niên này không phải người ngoài, đúng là Hàn Lập, mà một hàng người áo vàng này chính là chúng đệ tử Hoàng Phong Quốc tham gia huyết sắc thí luyện. Cuối cùng Hàn Lập đã gia nhập chuyến đi chịu chết này, hơn nữa lại sau khi có hai viên trúc cơ đan, không thể không nói là một việc buồn cười và bất đắc dĩ. Trước đó hơn một tháng, sau khi Hàn Lập từ Ngô Phong biết được phương pháp phục dùng trúc cơ đan thì bị đả kích không nhẹ. Thì ra sau khi ăn trúc cơ đan, người muốn tiến hành lên trúc cơ phải bế quan 3 tháng, đem dược lực chuyển hóa hết mới có thể xuất quan, nếu không dược lực đại tán, công hiệu sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên trúc cơ có thành công hay không, tối thiểu cũng phải vài tháng sau mới biết được. Với thời gian dài như vậy, đối với Hàn Lập mà nói, thật sự rất không ổn ý tưởng ban đầu của hắn khi tìm được hai viên trúc cơ đan này chính là trước tiên ăn vào hai viên đan dược này xem xem có tiến lên trúc cơ thành công hay không rồi mới quyết định nên hay không nên tham gia thí luyện nếu may mắn có khả năng thành công vậy thì địa phương cấm địa nguy hiểm như vậy hắn khẳng định sẽ không đi dù sao xác suất sinh tồn chỉ là một phần tư thật sự rất dọa người nếu sau khi ăn vào không có hiệu quả vậy tất phải đi đến cấm địa một viên hai viên trúc cơ đan không được hắn sẽ luyện ra ba viên bốn viên thậm chí nhiều hơn, hắn tin tưởng rằng tư chất tuy rất kém nhưng sau khi phục dùng nhiều chút cơ đan là có thể tiến nhập trúc cơ kỳ. Nhưng hạn chế sau khi uống thuốc phải bế quan 3 tháng đã làm cho kế hoạch của Hàn Lập rối loạn, làm hắn gặp phải cục diện khó xử, không thể đạt được cả hai mục đích. Hôm nay hoặc là ăn vào chút cơ đan, hoàn toàn không đi cấm địa, hoặc là đem trúc cơ đan tạm thời thu hồi, đợi huyết sắc khí luyện qua đi rồi phục dùng thêm. Không có chuyện tốt đẹp cả đôi đường, trải qua gần nửa tháng suy nghĩ, cân nhắc, Hàn Lập nhận ra rằng bằng vào tư chất kém cỏi như vậy của hắn, cho dù liên tiếp ăn vào hai viên chúc cơ đang, hy vọng thành công tiến lên chúc cơ kỳ thực sự xa vời, huyết sắc thí luyện quyết không thể bỏ qua. Kỳ thật Hàn Lập cũng không phải không nghĩ tới sẽ tham gia huyết sắc thí luyện sau 5 năm nữa, khi đó cho dù hắn chưa đạt được chúc cơ kỳ, nhưng Trường Xuân công tuyệt đối luyện đến đỉnh tầng, như vậy năng lực tự bảo vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ý tưởng này của Hàn Lập nảy ra không lâu thì Thượng Tầng Hoàng Phong Cốc liền tuyên bố một đại sự làm rúng động cả tu tiên giới Việt Quốc, làm cho ý niệm trong đầu này của hắn tan thành mây khói. Nội dung chính là cấm địa huyết sắc thí luyện, sau 5 năm tới sẽ tạm thời phong bế 60 năm, trong thời kỳ đó cộng đồng bảy đại phái sẽ phái người giám sát, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào hái thảo dược. Phương pháp tạm thời ngăn cách cấm địa này thực không phải là việc ngạc nhiên, cơ hồ cách 3, 400 năm, bảy đại phái đều làm như vậy một thời gian, bởi vì việc mở ra cấm địa thường xuyên sẽ làm cho phần lớn linh khí bên trong tiêu hao, tốc độ sinh trưởng cùng sinh ra của linh dược đều trở nên chậm lại. Hành động tạm thời phong bế này sẽ thay đổi mật độ linh khí, làm khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường thêm lần nữa. Nhưng cho dù bảy đại phái thực hiện biện pháp này thì linh dược trong cấm địa vẫn thừa thất dần theo từng năm, làm cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là linh dược thành phẩm phù hợp với luyện đan, ít lại càng ít dựa theo suy đoán của một vài người có cái nhìn sâu rộng của thất đại tiên phái nếu muốn chân chính khôi phục bình thường số lượng linh dược bên trong cấm địa phải đem thời gian phong bế kéo dài tới khoảng ngàn năm mới được mặt khác loại phong bế tạm thời này cũng chỉ trì hoãn thời gian khô kiệt cấm địa linh dược mà thôi dù sao thì môi trường sống và sinh trưởng của linh dược không phải là sự việc một ngày hai ngày mặc dù loại đạo lý này cùng với tình hình thực tế trong cấm địa làm ai cũng không thể phủ nhận tính chính xác nhưng người cầm quyền bảy đại phái không thể hạ quyết định đau đớn như vậy. Số lượng trúc cơ đan chính là liên quan mật thiết đến sự hưng vong của bảy đại phái bọn họ. Nếu là trong 50, 60 năm khuyết thiếu một chút đan dược, bảy đại phái chính là tổn thất một chút bên ngoài, không có thương tích gân cốt. Nhưng nếu thực sự mấy trăm năm, hơn một ngàn năm thời gian không có trúc cơ đan, như vậy không cần nói chỉ có bảy đại phái, chỉ sợ cả tu tiên giới Việt Quốc cũng gặp phải sinh tử tồn vong. Dù sao một địa phương rốt cuộc không thể làm cho người tu tiên đạt trúc cơ, còn có thể giữ lại tu tiên giới sao chứ? Chỉ sợ đến lúc đó tu tiên gia tộc cùng các tán tu cũng ly khai Việt Quốc, đi qua địa phương khác để sinh tồn. Thất đại phái đến lúc đó cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên biết rõ hành động thường xuyên mở ra cấm địa là một việc ngu ngốc, sát kê thủ noán, nhưng người của thất đại phái phải gắng hết sức làm. Bọn họ chỉ hy vọng trước khi linh dược cấm địa chân chính mất đi, có khả năng tìm được một nơi khác xuất sản linh dược để thay thế. Điều này làm các lão quái vật kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ trong mấy trăm năm gần đây, bắt đầu xuất ngoại đều đều một cách bất thường, chính là tìm một nơi khác sản sinh ra linh dược, hoặc tìm một lối thoát khác cho bổn môn, quyết không thể để cho bổn môn đường đường suy sụp đi xuống. Hàn Lập đối mặt với sự tình trên, tự nhiên không thể biết rõ ràng, nhưng tin tức này vừa ra, Hàn Lập đánh chết cũng không dám đợi lần huyết sắc thí luyện 5 năm sau. Cho dù là người đần độn cũng sẽ hiểu được việc mở ra cấm địa 5 năm sau tuyệt đối cực độ huyết phố kinh phong, các đại môn phái cũng sẽ xuất ra đệ tử tinh anh, trước khi phong bế, sẽ thu hoạch thêm linh dược, hàn lập gia nhập thí luyện như vậy, không phải tự tìm tử lộ sao chứ. Tuy nhiên sau khi tin tức được công bố, lần tới cấm địa này đồng dạng khó khăn cũng sẽ tăng lên, chém giết thảm thiết hơn, nhưng mặc kệ nói thế nào thì nói cũng khẳng định so với lần tiếp theo cũng không bằng. Cho nên 50 năm sau tham gia huyết sắc thí luyện thêm lần nữa là một việc xuẩn ngốc, hàn lập cũng không nghĩ tới. Quá tuổi tốt nhất đối với trúc cơ, cho dù về sau miến cưỡng tiến vào trúc cơ cũng khẳng định sẽ không có khả năng tiến xa trên con đường tu tiên, đây cũng không phải là kết quả mà Hàn lập muốn. Hàn lập chính là ôm loại tâm tính này mà báo danh tham gia vào nhóm hái thảo dược cấm địa, mà phụ trách báo danh chính là vị vương sư thúc kia. Điều này làm cho Hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút hối hận. Mà vương sư thúc nhìn thấy Hàn lập lại ngạc nhiên, một mặt lão vì một người mới như Hàn lập tới tham gia huyết sắc thí luyện, rất là kinh ngạc. Mặt khác vì tu vi hàn lập đột nhiên tăng mạnh, có chút không dám tin. Theo tư chất hàn lập, tại một khoảng thời gian ngắn nội công pháp tinh tiến như thế, từ tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 11, làm cho kẻ khác ngạc nhiên. Nếu nói hàn lập là một đệ tử có thiên tư hơn người, cũng không có gì ngạc nhiên, công pháp tinh tiến nhanh hơn hắn cũng không phải không có, nhưng thân phận hàn lập là ngụy linh căn, chính mình tự thân thí nghiệm qua, sao tu luyện nhanh chóng như vây. Theo ngụy linh căn mà nói, Công pháp tầng thứ 9 của Hàn Lập lúc mới nhập môn cũng đã cao một cách thần kỳ. Bình thường phải các trưởng bối truyền cho pháp lực, hoặc thường xuyên uống linh dược, hơn nữa cần cù khổ tu mới có thành tựu này. Nhưng hiện tại Hàn Lập với công pháp tầng thứ 11, đứng sờ sờ trước mặt lão, làm cho lão vô cùng kinh ngạc. Vương sư thúc một khi trong lòng đã nghi hoặc, liền không khách khí đem Hàn Lập để qua một bên, lại thí nghiệm thuộc tính hắn một phen, kết quả là cùng với kết luận trước kia giống nhau, thực không có sinh ra linh căn biến dị. Điều này làm cho vương sư thúc càng suy nghĩ không ra. chương 173, tụ tập, Hàn Lập khi bị hỏi tới một mực bảo không biết, khăng khăng khẳng định rằng tu vi ngày nay tất cả đều là do khổ tu mà thành. Tại sao tốc độ tu luyện kinh người thì Hàn Lập bắt trước đem kỳ ngộ đã được chuẩn bị trước, chính là khi xưa lúc còn thơ ấu từng ăn nhầm một quả lạ, giảng thuật cho vương sư thúc nghe, đem hết thảy chút lên đầu dị quả. Bởi vì xuất hiện tình hình này nên hắn đặc biệt tìm cớ để bào chữa. Hàn Lập biết lời nói dối khi có bảy phần thực, ba phần giả mới có thể làm cho người ta tin, cho nên hắn miêu tả dị quả thực không phải là tưởng tượng không có cơ sở, mà là một loại tiên gia chi quả gọi là long lân quả thế gian truyền lưu trăm ngàn năm nay. Nghe nói người phục dùng có thể thoát thai hoán cốt, bạch nhật phi thăng, thật sự có hay không có quả đó, hàn lập cũng không biết, dù sao cũng không ai chân chính phục dùng qua. Vị vương sư thúc này đã đọc nhiều thi thư, sau khi nghe hàn lập kể chuyện dị quả, hai mắt tỏa sáng, đích thực từ một nơi nào đó đem ra một quyển cổ thư gọi là kỳ vật dị trí và từ trong đó tìm được long lân quả như lời Hàn Lập nói, đã làm cho lão chấp nhận. Sự tình đến bước này, Hàn Lập đương nhiên là thuận thủy thôi chu thừa nhận, làm vương sư thúc hích hích cảm thán không thôi. Hàn Lập còn nói cho đối phương biết, khi quả này bị hái xuống, thì cây lá đều khô héo mà chết ngay lập tức, cho dù tại nơi ban đầu tìm lại lần nữa, cũng tuyệt không có quả thứ hai. Cứ như vậy liền hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu của đối phương sau khi nghe được muốn đi tìm, hoàn toàn ngăn chặn lời lẽ tiếp theo của đối phương. Liên quan đến điều này, có thể có lòng tham nổi lên hay không, tin tưởng là thực, ước muốn đi tìm tiên quả thứ hai ở địa phương khác, vậy mặc kệ việc của lão, để đối phương tự mình bận rộn đi tìm đi. Hơn nữa Hàn Lập rất rõ ràng, đừng xem vị vương sư thúc ở trước mặt hắn, hoàn toàn là bộ dáng thực sự, đột nhiên hiểu ra. Trên thực tế, những lời này có làm cho đối phương tin tưởng vài phần hay không, trong lòng Hàn Lập thực không để ý bao nhiêu phỏng chừng đối phương trong lúc đó cũng bán tín bán nghi nửa tin nửa ngờ vì thế đối với vị vương sư thúc này hàn lập về sau có thể tránh được liền tránh có thể trốn được liền trốn để tâm chú ý một chút tránh bị đối phương nhìn ra cái gì nhưng hàn lập tin tưởng rằng chỉ cần chúc cơ thành công tiến vào chúc cơ kỳ thì thân phận của hắn liền khác đi cho dù trong tâm của vương sư thúc có nghi hoặc cũng sẽ không dễ dàng chọc tới mình tu tiên giới dù sao cũng lấy thực lực để nói chuyện vì thế Hàn Lập thật vất vả đem vấn đề công pháp chính mình đánh lừa cho qua, mà Vương Sư Thúc cũng không biết là có hay không bởi vì vừa rồi gây sức ép một phen đối với Hàn Lập nên quay lại xin lỗi, không có chút ý tứ làm khó Hàn Lập báo danh, dễ dàng hoàn thành mọi thủ tục cho hắn, còn dặn dò một ít điều cần chú ý trong chuyến đi tham gia cấm địa này để hắn sớm có chút chuẩn bị. Hàn Lập cảm ơn luôn miệng, sau đó cáo từ ly khai. Sau khi hắn trở về, lên tiếng kêu gọi tiểu lão đầu, đem công tác dược viên tạm thời tống khứ để toàn tâm toàn ý chuẩn bị huyết sắc thí luyện tiểu lão đầu sau khi nghe xong việc này nửa ngày không nói gì dùng một loại ánh mắt khác thường ngươi nhất định chết nhìn thẳng hàn lập làm hắn trong lòng sợ hãi rất lâu nhưng có việc ngoài ý muốn của hắn vị mã sư bá đột nhiên trước khi ly khai không nói hai lời ném cho hàn lập hai bình đan dược lạnh lùng nói một câu một bình uống vào một bình xoa ngoài ra xong vẻ mặt vẫn lãnh đạm ngự khí bay đi hành động này làm cho hàn lập trong lòng có chút ấm áp Trải qua hai năm ở chung, hắn đã hiểu rằng tiểu lão đầu này, tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng là người diện lãnh tâm nhiệt, chỉ có chút trầm mê vào thuật luyện đan. Hiện tại đối đãi với hắn như thế, rõ ràng là vị mã sư bá cũng đã xem hắn như con cháu, Hàn Lập có chút cảm động. Trước ba ngày chuyến đi cấm địa diễn ra, vương sư thúc rút cuộc cấp phát cho Hàn Lập tiến phù, thúc giục hắn tiến đến tập hợp tại nghị sự đại điện, chuẩn bị xuất phát. Hàn Lập đến nơi đây, đệ tử báo danh tham gia huyết sắc thí luyện, cũng tập hợp tại nơi này, đánh giá, dò xét lẫn nhau. Đệ tử luyện khí kỳ cả Hoàng Phong Cốc vượt qua vạn người, Hàn Lập tự nhiên sẽ không biết hết. Nhưng trong đó xuất hiện một nữ nhân mà Hàn Lập quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa, Hàn Lập không chỉ biết người con gái này, hơn nữa toàn thân cũng bị hắn nhìn qua và cũng đã chiếm tiện nghi qua, chính là vị trần sư muội suýt chút nữa bị tên lục sư huynh mê gian. Lại nói tiếp, sau khi lục sư huynh bị Hàn Lập xử lý, thật đúng là khiến cho Hoàng Phong Cốc một hồi ồn ào nho nhỏ. Người này tuy chưa tiến vào trúc cơ, nhưng trung quy là một người sở hữu dị linh căn, tại Hoàng Phong Cốc là đệ tử cấp thấp được thượng tầng cực kỳ chú ý. Mà Trần Sư muội sau khi trở về, chẳng biết bắt nguồn từ tâm lý sau đó, vẫn chưa hướng người khác nhắc tới chuyện trải qua đêm đó, không nói gì cả. Cứ như vậy, lục sư huynh trong thời gian dài biến mất không thấy, bị liệt vào những người bị mất tích được xử lý. Trải qua liên hệ xung quanh trong môn phái, sau khi tìm kiếm, không đạt được kết quả gì, dần dần cho qua sự tình người trong cốc tự nhiên mất tích như vậy, trước kia không phải không có phát sinh, lục sư huynh không phải là người ngộ nạn đầu tiên, cũng tuyệt không phải là người cuối cùng. Đợi khi sóng gió qua đi, trong hoàng phong cốc không ai nhắc tới vị lục sư huynh này nữa, căn bản giống như không có tồn tại. Tình hình này làm hàn lập thở phào nhẹ nhóm, nhưng cũng cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh băng. Người tu tiên quả nhiên là người hoàn toàn đoạn tình tuyệt dục, nếu có một ngày hắn mất tích, tình cảnh phản ứng trong môn phái còn không bằng lần này đâu hơn phân nửa là trong trước mắt đem hắn vứt bỏ khỏi não bộ, tuyệt sẽ không cố sức nghe xem nơi hạ lạc của hắn. Xem ra từ khi tiến nhập môn phái đến nay, vẫn là thuộc hàng cấp thấp, thái độ cẩn thận tuyệt không có sai. Dù sao con đường tu tiên dài như vậy, sự việc ngoài ý muốn phát sinh rất lớn, nếu bản thân lại rước lấy sự chú ý của người khác, làm ra trò ngu ngốc nổi bật, đối với loại người tu tiên cấp thấp không có bối cảnh cùng người chống lưng như hắn, tùy thời trên con đường tu tiên bị những thế lực cường đại không thể chống cự bóp chết, mà kiếp sau lại đi trên con đường tu tiên, có thế tính là thấp cơ hồ như không có. Vốn đối với việc chuyển thế trọng sinh này Hàn Lập ban đầu cũng không tin, nhưng từ khi tiếp xúc với tu tiên giới, cũng bắt đầu trở nên bán tín bán nghi. Thần thái của Trần Sư muội cùng trước kia rõ ràng bất đồng, không biết có phải do việc tình lữ phản bội đả kích, cả người không tô điểm, trở nên lãnh diễm, cả người toát ra hơi thở người lạ không nên lại gần, làm vài thanh niên bị hấp dẫn bởi dung mạo, ý đồ muốn tiến lên nói chuyện, thất vọng mà trở về cũng không có nam nhân nào thể hiện sự khinh rẻ, biểu tình lãnh ngạo này chẳng những không làm giảm vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm vài phần mị lực thần bí, làm cho các nam đệ tử xung quanh tất cả đều liên tục lén trộm nhìn. Loại mị lực này so với hình tượng như một con chim nhỏ trước mặt Lục sư huynh lúc trước của nàng, hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Lập sau khi nhìn qua, trong lòng không ngừng cười khổ. Không cần hỏi, trên thế gian cũng có rất nhiều nữ tử bị nam nhân hại, nếu đã trải qua lần trước bị tình lữ phản bội, chỉ sợ rằng người con gái này sẽ không dễ dàng sử dụng nhan sắc đối với nam nhân thậm chí cả đời cô độc cũng nói không chừng vị trần sư muội này vẫn chưa nhận ra hàn lập đến hàn lập cố ý tại trước mặt nàng đi lại vài vòng kết quả tìm nước ánh mắt lạnh như băng của đối phương hiển nhiên nàng cho hàn lập cố ý tại trước mặt nàng phô trương hàn lập thở phào nhẹ nhóm mê huyễn lực của hợp hoan đan quả nhiên lợi hại nàng đối với hắn không lưu lại một điểm ấn tượng nào cứ như vậy điểm lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu trừ tuy nhiên ngẫm lại đêm nọ nàng ta nóng rực như lửa cùng với bộ dáng mê người của thân thể xích lóa, lại nhìn xem Trần Sư muội lãnh nhược băng xương hôm nay, trong lòng Hàn Lập hơi có chút hỏa nhiệt cùng tiếc nuối. Lại nói tiếp, đối phương tham gia lần huyết sắc thí luyện này, hơn phân nửa chính là do mình ban tặng. Sau khi mất trúc cơ đan nàng nếu muốn trúc cơ cũng chỉ có tự mình ra tay tự tìm lấy. Dù sao chuyến đi cấm địa lần này chính là một con đường có thể tìm được trúc cơ đan, mà đệ tử Hoàng Phong Cốc tham gia chuyến đi cấm địa lần này được xưng thực sự là nhân cường mã tráng, tinh duệ đại suất chính là các đệ tử đỉnh phong tầng 13, có hơn 5, 6 người. Còn lại các đệ tử khác đa số cũng là tầng 12, Trần Sư muội chính là người có trình độ bậc trung tầng 12. Cuối cùng, đệ tử tầng 11 chỉ có 3 người. Trừ Hàn Lập là ngoại lệ, còn có một vị lão giả đầu tóc hoa dâm khác cùng một tiểu tử khoảng 16, 17 tuổi làm cho Hàn Lập trong lòng một trận ớn lạnh bọn họ ba người đại khái theo như truyền thuyết chính là vật hy sinh. Dựa theo lệ thường lúc trước, đệ tử cấp thấp 7 đại phái có thể đi vào cấm địa không thể vượt quá 25 người, chỉ có thể ít hơn chứ không thể nhiều hơn. Vài lần trước, căn bản là gom không đủ nhân số, thường thường chỉ có mười mấy người tham gia huyết sắc thí luyện. Nhưng lần này chẳng những nhân số đạt tới giới hạn lớn nhất, lại có những đệ tử tinh nhuệ xuất hiện, hết thảy đều biểu hiện rõ ràng rằng lần đi hái thảo dược này tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn bình thường của mấy lần trước đó, khả năng nhân số sống sót, khẳng định ít hơn một phần tư. Thấy được tình cảnh đã được đoán trước này, Hàn Lập ngoại trừ trong lòng mắng to, cũng không thể làm gì. Không cần hỏi cũng khẳng định rằng mấy đệ tử tinh nhuệ này được cao tầng trong môn phái hứa tưởng thưởng rất hậu, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. chương 174, Lý Sư Tổ Sau khi nghe trưởng môn trung linh đạo phát biểu cổ vũ xong, hai gã chấp sự đệ tử đem hai cái khay vào trong điện. Một cái bên trên có túi chữ vật bằng tơ vàng, cái còn lại chứa linh thạch bậc trung đủ loại màu sắc xem ra là thực hiện lời hứa trước xem như là ủng hộ trước khi ra trận hàn lập có chút ác ý thầm nghĩ một lượng lớn linh thạch bậc trung để cho mọi người tự do lựa chọn hàn lập đã có một khối linh thạch thuộc tính thổ nên lấy thêm một khối linh thạch thuộc tính thủy cũng không ai tranh giành cùng với hắn nhưng đến thời điểm lấy mẫu linh khí trong túi chữ vật các đệ tử thần sắc cũng thận trọng hẳn lên túi chữ vật này so với các túi chữ vật bình thường không giống nhau các túi chữ vật khác thì chỉ cần đưa thần thức vào, sau đó dùng linh lực để lấy vật ra, mà cái túi này người tu tiên không thể đưa thần thức vào được, cũng không thể đưa linh lực vào, mà chỉ đưa tay vào, rồi xuất ra một lượng linh khí rất nhỏ, rốt cuộc là thu được vật gì, thì tùy thuộc vào cảm giác cùng phán đoán của bản thân. Xem ra túi chữ vật này chuyên dùng để lấy mẫu linh khí mà đặc biệt luyện chế ra, chứ không thì túi chữ vật này có công dụng thua xa các túi chữ vật bình thường, ai mà thèm dùng đến nó. Tuy nhiên bên trong đều là thượng phẩm pháp khí, nhưng pháp khí phòng ngự rõ ràng là rất hiếm so với pháp khí tấn công, hơn nữa đều là thượng phẩm pháp khí, hiệu quả cũng có không ít sự đặc thù. Có thể ngẫu nhiên có được một món pháp khí thích hợp, cho tăng thêm cơ hội sinh tồn cho bản thân tại huyết sắc thí luyện, những người này, đặc biệt là các đệ tử đang thiếu pháp khí, cũng đặc biệt quan tâm. Hàn Lập đối với cái này cũng không quá để ý, lần trước hắn đi đến phường thị, tại vạn bảo các bảo vật chân quý nhiều năm toàn bộ đã trở thành hư không, pháp khí hàng đầu cũng có thêm hai món càng không nói đến sau lại có được thanh giao kỳ cùng với một số món thượng phẩm pháp khí khác. Thêm một món thượng phẩm pháp khí, đối với hắn mà nói, cũng không đến nỗi kích động. Đợi đến khi Hàn Lập tiến lên, thì đại đa số đã lựa chọn, cũng đã tìm được pháp khí gì đó, tất cả mọi người cũng không nói gì, càng không cho người khác biết. Hàn Lập một tay tiến vào trong túi, ở bên trong sờ soạn lung tung, chợt một vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện trong tay. Hắn trong lòng vừa động, đem vật lấy từ trong túi chữ vật lén nhìn sơ qua, sau khi có chút ngẩn ra, liền lập tức thu vào. Lúc này, người sau cũng đang muốn tiến lên, Hàn Lập thấy vậy, thì cũng lui lại chỗ cũ, trả lại vị trí. Lựa chọn pháp khí đã chấm dứt, ngoài điện tiến vào thêm một số người, có rất nhiều người Hàn Lập lúc mới tiến vào Hoàng Phong Cốc đã từng gặp qua như các quản sự, vương sư thúc cùng với diệp tính lão giả mà Hàn Lập cực kỳ khinh bỉ. Những người này thần khí khác với ngày thường, vẻ mặt đều cung kính đứng xung quanh một lão giả, không một người nào dám tùy ý lên tiếng. Lão giả này cỡ năm 60 tuổi, tóc hơi bạc, nhưng tinh thần tràn trề, khí sắc hồng kiện, một đôi mắt hổ không giận mà có uy, vừa thấy đã biết là người có tính cách cương liệt. Sau khi đưa ánh mắt nhìn qua một lượt các đệ tử bên này, Hàn Lập có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị người này xem qua rõ ràng, làm cho Hàn Lập trong lòng hoảng sợ. Lúc này trung đại trưởng môn vừa thấy lão giả tiến đến, vội vàng tiến lên nghênh đón, không ngớt xưng lý sư thúc, không dám một chút sao lãng, làm cho các đệ tử vạn phần ngạc nhiên. Nhưng các quản sự khác lại thần sắc như thường, chẳng những không có vẻ xem thường, ngược lại khi thấy lão tùy ý đáp lại Trung Linh đạo vài câu, lại có ý hâm mộ cùng với đố kỵ, phảng phất như có thể nói với lão này vài lời, cùng với một câu sư thúc, chính là một loại vinh dự khó được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Hàn Lập, trung trưởng môn giới thiệu với các đệ tử, thì ra lý sư thúc mà hắn luôn miệng gọi, chính là một vị sư tổ kết đan kỳ mà bọn người Hàn Lập lâu nay chỉ nghe danh mà chưa từng thấy lý sư tổ. Chuyến đi đến cấm địa lần này, là do Lý Sư Tổ dẫn đường, còn có Vương Sư Thúc cùng với năm vị quản sự nữa đi cùng. Trung trưởng môn giới thiệu xong, Lý Sư Tổ chỉ lạnh nhạt một câu xuất phát, liền dẫn nhóm vãn bối lần đầu tiên gặp mặt Hàn Lập rời khỏi đại điện. Đám người Hàn Lập trợn mắt ngạc nhiên, nhưng dưới sự thúc giục của các quản sự khác, mới cuốn quyết cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện, các đệ tử cũng đều hít vào một hơi. Chỉ thấy ngoài cửa đại điện ở giữa không trung có một con quái vật dài hơn 20 trượng, có những vằn bạc lấp lánh, đang lơ lửng tại đó, thân hình không lồ mang đến khí thế cùng áp lực, làm mọi người không khỏi sinh ra cảm giác nghẹt thở, mà vị lý sư tổ lại đứng ở trên đỉnh đầu của quái vật, mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ. Hàn lập ánh mắt tò mò, tìm đập thình thịch nhìn kỹ không chớp mắt, lúc này mới thấy rõ, đây là một con rắn cực lớn hiếm thấy, mà con rắn lớn này thật sự thần kỳ, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng lớn màu đen, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đây là thực lực của tu sĩ kết đan kỳ, yêu thú như vậy cũng có thể tùy ý hàng phục điều khiển, quả thật khó mà tin được. Hàn lập bị thủ đoạn của vị sư tổ này làm cho thán phục. Tưởng tượng khi mình đến kết đan kỳ, cũng sẽ có pháp lực lớn như vậy, Hàn lập liền cảm thấy máu trong thân tựa hồ đều nghịch lưu, cả người trên dưới đều thấy hưng phấn. Trước khi nhìn thấy lý sư tổ, Hàn lập cho đến bây giờ con đường tu tiên của mình vẫn mơ mơ hồ hồ, không có nhận thức rõ ràng. Nhưng sau lần kinh hãi này, thấy được đại uy của vị sư tổ cao thâm khó lường này, đã trở thành mục đích của hắn trên con đường tu tiên, đối với việc tu tiên đắc đạo càng thêm tin tưởng như bàn thạch. Toàn bộ lên đi, cố mà đứng. Ngân giáp giác mãng này của ta tốc độ phi hành, có thể còn nhanh hơn các người ngự khí, chỉ cần hai ngày là có thể tới. Lý sư tổ đối việc mọi người xôn xao, cũng làm như không thấy, sau khi khẽ vuốt cái sừng của ngân mãng, thần sắc bình tĩnh mà phân phó. Cứ như vậy, Hàn Lập cố gắng đứng ở trên lưng rắn, liên tiếp đi hai ngày hai đêm, rốt cục đã bay đến một ngọn núi hoang vô danh. Vị sư tổ này thật đúng là nói không sai, quái vật này tốc độ phi hành đích xác là nhanh kinh người, vượt xa tốc độ ngự khí của đệ tử cấp thấp như Hàn Lập, đương nhiên, cái này cũng có quan hệ lớn với pháp khí phi hành của bọn họ. Đến nơi đây, các đệ tử mới từ miệng vài vị quản sự biết được, nơi này là chỗ ước định gặp nhau với các phái tu tiên khác, chỉ khi người của Thất Đại phái tụ tập đủ, mới có thể cùng xuất phát mở ra cấm địa. Nếu không chỉ với lực của một môn phái, thì cũng không thể tiến vào cấm địa. Thời gian ước định là sáng ngày mai. Nhưng bởi vì cấm địa thuộc Kiến Châu, Hoàng Phong Cốc coi như là một nửa của chủ nhà, cho nên tới trước một ngày, ở tại đây đợi các phái khác. Hiện tại các đệ tử có thể tự do hành động, chờ đợi đến ngày mai. Một khi các quản sự đã nói như vậy, đám người Hàn Lập tự nhiên tản ra, tìm hiểu sơ qua khu vực sắp xảy ra đại chiến, để có những sự chuẩn bị cuối cùng. Vì thế, hơn 20 đệ tử áo vàng, có người khoanh chân ngồi, duy trì sức khỏe, có người không ngừng lấy pháp khí ra lau chùi, còn có người ngơ ngác xuất thần, bộ dáng suy tư. Nhưng cũng có mấy người, thần sắc tự nhiên, cười nói như thường, thoải mái giống như ra ngoài dạo chơi, Hàn Lập đối với những người này cũng có sự chú ý. Vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hàn Lập cau mày lại. Hắn không muốn có sự chú ý, đã cố ý chọn một góc ít người chú ý đến, sao lại còn có người đến đây? Hàn sư đệ, tại hạ hướng chi lễ, muốn cùng sư đệ bàn việc vào cấm địa ngày mai. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của sư đệ, chẳng biết có thể nói chuyện hay không? Một thanh âm già nua, nhưng tràn đầy sự linh hoạt truyền đến, làm cho Hàn Lập chân mày càng cao lại hơn. Hư trương thanh thế như vậy, tuy nhiên khuôn mặt của chủ nhân thanh âm, Hàn Lập cũng không thể tìm được một dấu hiện gì, có thể tạo nên chuyện gì không hay đối với mình. Nhưng Hàn Lập hiểu được, đắc tối với quân tử, không thể đắc tội với tiểu nhân, tuy nhiên lòng tràn đầy sự không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng xoay người lại, nhìn hai người một già một trẻ ở phía sau. chương 175, Thanh Hư Môn, nhưng sau khi xem rõ khuôn mặt của hai người, Hàn Lập trong lòng thầm thở phào, hai người kia cũng chỉ là đệ tử công pháp tầng 11 như hắn. Một người khuôn mặt già nua, nhưng trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, một người khác thì hàm hàm hồ hồ, rõ ràng là tiểu tử miệng còn hôi sữa. Một tổ hợp kỳ quái như vậy, tìm tới mình, thực làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, đầu óc vừa chuyển, Hàn Lập đã thẩm đoán được vài phần ý định của bọn họ. Hai vị sư huynh, có việc gì? Hàn Lập vẫn lễ phép mở miệng lãnh đạm nói nhưng giọng điệu không muốn thân cận biểu lộ không thể nghi ngờ ý đồ làm cho hai người này thấy khó mà đi hiển nhiên vị hướng sư huynh này ra mặt so với sự tưởng tượng của hàn lập còn dày hơn chẳng những không để ý tới ngữ khí không thích gặp người khác của hàn lập ngược lại nhiệt tình nói ha ha chẳng biết hàn sư đệ đối với việc đi vào cấm địa ngày mai có đối sách gì không phải biết rằng ba người chúng ta có pháp lực thấp kém nhất nếu mà đụng độ với các phái khác chắc chắn là tiêu đầu tiên không bằng mọi người cùng nhau thương nghị một chút, đưa ra đối sách được không? Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chấp chấp, không có mở miệng nói, lại hoàn toàn khẳng định dụng ý của đối phương, đối với ý của người này muốn nói, cũng đoán ra được 89 phần 10. Xem ra vị lão hoạt đầu này, định nguyện sức của các đệ tử pháp lực thấp kém, cùng nhau hành động cùng nhau tác chiến, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, khả năng sinh tồn cũng tăng lên không ít. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, hậu quả của việc làm như vậy, lợi ích cũng rất thấp bởi vì mọi người tập trung cùng nhau diện tích có thể tìm kiếm sẽ ít đi rất nhiều số lượng linh dược tìm được cũng ít đến đáng thương hơn nữa cho dù tìm được một ít linh dược những linh dược này cuối cùng thuộc về ai cũng rất khó nói hơn phần nửa là cũng phải lấy thực lực để quyết định hàn lập tự nhiên đối với dạng liên minh như vậy cũng không có chút hứng thú đến lúc đó chẳng những một chút yêu đãi cũng không có mà khả năng bị người khác sử dụng làm vật hy sinh cũng rất lớn cho nên vị lão hoạt đầu này chỉ sợ cũng không có ý tốt gì, khẳng định là muốn đục nước béo cỏ. Lão giả sau khi nói xong, thấy Hàn Lập vẫn im lặng không nói, trong lòng không khỏi có chút gấp rút, liền nhịn không được nói tiếp. Ta cũng có chủ ý, chẳng biết sư đệ có muốn nghe không. Tuyệt đối có thể làm mọi người cùng an toàn vượt qua việc này. Lão giả làm ra vẻ cao thâm khó lường, bộ dáng thần bí, các nếp nhăn trên trán cũng nhíu lại thành một khối, làm cho Hàn Lập thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Mà người bên cạnh, Tựa hồ đối với lão hoạt đầu này rất là khâm phục, tuy nhiên không nói được một lời, cũng làm ra vẻ mặt giống như là lão này. Một khi đã không muốn tham gia liên minh của đối phương, Hàn Lập cũng không muốn dây dưa nữa, vì thế nói thẳng cự tuyệt. "Thật có lỗi, tại hạ không có thói quen cùng hành động với người khác, lần này cũng không có tính như vậy, sư huynh nếu muốn liên thủ, hay là tìm sư huynh đệ khác vậy." Hàn Lập nói rất là thẳng thắn, hắn biết chỉ có thể hiện rõ mình không phải là tay mơ mới có thể hoàn toàn làm cho đối phương bỏ ý định, sẽ không tiếp tục dây dưa với mình. Nếu không cứ để vị hướng sư huynh này nghĩ là còn có thể, chắc hẳn là sẽ còn tiếp tục lôi kéo. Hàn Lập cũng không muốn bị làm phiền nữa. Hướng tính lão giả sau khi nghe xong, ý thức được tìm sai mục tiêu, người trước mắt tuy tuổi còn trẻ, lời nói lại thuần thục lão luyện, rõ ràng là người đã trải qua mưa gió, nên cũng không nói lời thừa nữa, lộ ra vẻ xấu hổ mà cáo từ. Xem phương hướng bọn họ rời đi, là một vị đệ tử đang ngồi trên một tảng đá hàn lập mỉm cười liền quay trở về tiếp tục chú ý quan sát đáng giá mấy vị đồng môn nhưng lúc này đây lại thấy được trần sư muội cùng với một nữ tử khác tướng mạo bình thường đang ở cùng một chỗ bên cạnh cũng đang tụ tập một số nam tử đang bắt chuyện hàn lập khóe miệng động vài cái chẳng biết vì sao thấy mấy người nọ lại cảm thấy không vừa mắt cuối cùng nhận thấy mắt không thấy là tốt nhất nên tìm một chỗ không ai mà nhắm mắt dưỡng thần cứ như vậy đến sáng hôm sau các đệ tử lại tụ tập trên đỉnh núi sắp xếp lại thành hàng chờ các tiên phái khác đến mà đợi đã mấy canh giờ một bóng người cũng không thấy điều này làm cho hàn lập trong lòng mắng to không thôi cơ hồ hoài nghi các phái khác đang bày trò để tiêu hao thể lực của những người hoàng phong cốc càng làm cho hàn lập tâm phiền ý loạn chính là không biết là do vô tình mà lại được an bài đứng ngay bên cạnh trần sư muội mùi thơm của cơ thể của nữ nhân quen thuộc thỉnh thoảng lại chui vào mũi hắn làm cho hắn có chút nhớ nhung mơ màng, tựa hồ lại nhớ tới một đêm cực kỳ hương diễm kia. Vi che giấu sự mất tự nhiên trên mặt, dưới bất đắc dĩ, Hàn Lập cúi thấp đầu, giả bộ ra bộ dáng sốt ruột bất an, nhưng trong lòng lại hết sức bực bội bản thân, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi, lại có thể làm cho hắn thất thố như thế. Bất quá, Hàn Lập rất bội phục vị lý sư tổ đứng phía trước kia, tư thế của lão nhìn bầu trời, thế nhưng có thể duy trì lâu như vậy mà một chút nhúc nhích cũng không có, cũng không biết là thần du thiên ngoại, hay là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Hàn Lập cảm thấy chung quanh có một trận sao động, tựa hồ có sự tình gì đó đã xảy ra. Hắn nhịn không được, ngẩng đầu lên, các đồng môn xung quanh tất cả đều ngẩng cổ, hướng tới chân trời mà nhìn lại, Hàn Lập cũng theo ánh mắt mà nhìn về phía đó. Chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện mấy điểm ánh sáng chợt lóe lên, rồi càng ngày càng to lên, một lúc sau, lại liên tiếp xuất hiện những điểm màu đen. Phía dưới những chùm điểm đen này, ngân quang chấp động, tựa hồ những điểm đen này đang ngồi trên tinh quang, từ trên trời mà đến. Thấy kỳ cảnh như vậy, mọi người càng thêm sao động. Im lặng, các ngươi thành ra bộ dáng gì vậy? Đó là pháp khí phi hành của thanh hư môn tuyết hồng lăng, không cần kinh hãi kỳ quái, đánh mất thể diện của Hoàng Phong Quốc chúng ta một vị trung niên quản sự tứ chi thô đoản ở phía trước sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại mắng vài câu. Lời này quả nhiên có tác dụng, sự sao động lập tức bình lặng, đương nhiên những tiếng thì thầm nhỏ giọng vẫn có. Lúc này, điểm đen đã rõ ràng, đó là một đám người tu tiên mặc đạo bào màu xám, trong đó đại bộ phận đều là đạo sĩ chân chính, tay cầm phất trần, đầu đội đạo kế. Nhưng cũng chỉ có vài vị đạo bào khác, còn lại tất cả đều có hình dáng như thế tục, xem ra là tục gia đệ tử. Mà mấy người Hàn Lập thấy rõ ràng, dưới chân của bọn họ là một cái hồng kiều, trên hồng kiều xe tô rất nhiều điểm ngân quang, rất là chói mắt, chẳng biết là được khảm vật gì. Hàn Lập đang cẩn thận quan sát, thì cái hồng kiều chở mấy người của thanh hư môn kia, đã hạ xuống trên núi, đang dừng ở đối diện mấy người Hoàng Phong Cốc. Cầm đầu là một vị trung niên đạo sĩ, lấy tay nhẹ nhàng phất lên, sau đó bạch quang chợt lóe, tuyết hồng lăng hóa thành hồng kiều đã biến mất không thấy, chỉ là trong tay đối phương đã có thêm một món đồ như là bằng gấm. Không ngờ lại là lý thí chủ dẫn đội, bần đạo phù vân tử hữu lễ. Đạo sĩ này, vài bước đi đến trước mặt lý sư tổ, đầy mặt xuân phong mà nói, nghe giọng điệu, tựa hồ là có quen biết. Hừ, lỗ mũi châu người có thể đến, Lý mỗ lại không thể tới sao. Lý sư tổ hai tay chắp lại, không khách khí nói. Hắc hắc, đều là vì môn phái thôi, người và ta đều tiến vào kết đan kỳ lại phải làm cái công tác này. Chúng ta không làm thì cũng không có ai làm đạo sĩ cũng không thèm để ý. Phát trần vung lên, trên mặt nụ cười không đổi. Lỗ mũi châu người quỷ kế đa đoan, lần trước giã lập kế lừa ta, lần này đừng tưởng được như vậy nữa. Lý thí chủ nói gì vậy? đánh cuộc chịu thua cũng đâu phải là chuyện gì kinh thiên động địa, nào sẽ tô chuyện ai lừa ai. Đạo sĩ cười cười, Lý Sư Tổ nghe vậy, hai mắt hàn quang chợt lóe, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, khí thế lại hạ xuống, tràn đầy không cam lòng nói. Khối thiết tinh của ta đã luyện nhập vào thanh quân kiếm của ngươi, làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều. Lý mỗ vất vả hơn 10 năm mới luyện ra một khối như vậy, lại tiện nghi cho lỗ mũi trâu nhà ngươi. Lời nói của hắn, 10 phần cay đắng, hiển nhiên đối với cái gọi là thiết tinh kia, cảm thấy đau lòng. Ha ha, thì ra đỉnh đỉnh đại danh Lý Tiên Sư, lại đối với một chút thiết tinh lại để tâm như thế. Được rồi, lần này ta mang đến một món đồ, tuyệt đối là hơn hẳn thiết tinh kia, chỉ cần lần này đánh cuộc thắng, có thể bù lại tổn thất lần trước của người đạo sĩ vuốt dâu, cười nói. chương 176, đổ ước, không đánh cuộc, tuyệt không đánh cuộc, người nghĩ rằng ta sẽ bị lừa hai lần sau. Lý Sư Tổ lắc đầu quầy quậy, một lời cự tuyệt. Không đánh cuộc, Lý thí chủ tầm mắt sao lại cao như vậy, ngay cả nội đan yêu thú huyết tuyến giao cũng không lọt vào mắt. Đạo sĩ làm ra bộ dáng kinh ngạc, khó tin, chẳng qua Hàn Lập thấy thế nào cũng ra bộ dáng phi thường giả dối. Nội đan huyết tuyến giao? Lý sư tổ vốn định cử tuyệt không có quan hệ gì với đạo sĩ, vừa nghe tới vật ấy, vẻ mặt đột một đại biến, thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy, nghe nói Lý thí chủ vì vật ấy, từng tại bàn Long Giang hiểm thác tại Nguyên Vũ quốc, cũng đã ở đó hơn 30 năm nhưng cũng là tiếc nuối mà đi cho nên lần này bần đạo bỏ ra cái giá tiền rất cao đặc ý vì thí chủ mà đem đến đây đạo sĩ không hoảng không vội nói bộ dáng như là vì đối phương không có khả năng huyết tuyến giao khó bắt như vậy càng đừng nói tới có thể đem nội đan bảo tồn trở về không phải muốn nói bậy lừa bịp ta đó chứ lý sư tổ từ trong kích động thanh tỉnh lại lộ ra vẻ hoài nghi bần đạo là người xuất gia không dám nói bậy thí chủ có thể tự bản thân mà xem Đạo sĩ không muốn giải thích nhiều, vừa lật tay, một viên cầu màu trắng đầy những tơ máu, xuất hiện trước mắt Lý Sư Tổ, làm cho lão hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể chộp lấy ngay. Ngân giáp giác máng của thí chủ nếu ăn nội đan này vào, tiềm tu một hai chục năm, nói vậy nhất định là từ trúc cơ trung kỳ nhảy sang học kỳ, khổ tu trăm năm nữa, chính là tiến vào kết đan kỳ, cũng không phải là không thể lời của đạo sĩ tràn ngập sự hấp dẫn. Lý Sư Tổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại lóe lên không chừng, lộ ra nội tâm sao động. Đánh cuộc khó được như vậy, thí chủ lại còn do dự, chẳng lẽ thực sự lại không xem trong thực lực của đệ tử quý cốc như vậy. Đạo sĩ chép miệng, sử dụng phép khích tướng, đệ tử hoàng phong cốc chúng ta, không đến lượt thanh hư môn các người bình luận lý sư tổ mặt có vẻ không vui. Tiếp theo hắn hướng tới những đệ tử sau lưng đạo sĩ, nhìn qua vài lần, lập tức đối với thực lực của đệ tử thanh hư môn, cũng đã có sự hiểu biết đại khái so với thực lực của đệ tử Hoàng Phong Cốc cũng không sai biệt lắm. Được, ta đánh cuộc, chẳng qua, ngươi lại muốn bảo bối gì của ta. Lý Sư Tổ sau một phen suy nghĩ, thấy thắng bại cũng là 5 năm, hơn nữa đối với nội đan kia khát vọng cực độ, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn cẩn thận, tùy ý hỏi một câu. Ha ha, bần đạo đối với các bảo vật của thí chủ thực không có hứng thú, thầm nghĩ nếu mà may mắn thắng được, hy vọng thí chủ sau 20 năm, lại luyện cho cho bần đạo hai khối thiết tinh nữa mà thôi. Lý thí chủ chân hỏa tinh thuần, nổi danh trong thất đại phái, nói vậy đây cũng là việc nhỏ. Đạo sĩ ánh mắt chấp chấp, cười nói, trong lời lại ẩn chứa ý gian trá. Lại muốn hai khối thiết tinh, Lý sư tổ sắc mặt rất khó coi, cơ hồ muốn nổi giận. Lỗ mũi châu, người định làm cho ta phải khổ lực sao? Sao lại như vậy, chỉ cần thắng, người cũng sẽ như vậy, được nội đan của yêu thú. Tương đương với tu sĩ kết đan so cù, giá trị tuyệt đối là không kém. Đạo sĩ lắc đầu nói. Lý Tổ sư sắc mặt âm trầm bất định, sau một hồi rốt cuộc từ từ đưa một tay lên, lạnh lùng nói một câu: "Quy củ vẫn như lần trước, thứ nhất là xem bên nào đưa ra linh dược nhiều nhất, tiếp theo là xem chất lượng tốt xấu, cuối cùng là xem nhân số còn sống đi ra cấm địa." Đương nhiên, tất cả cứ như cũ mà làm, đạo sĩ mừng rỡ, vội vàng cũng đưa một tay lên, cùng với đối phương vỗ một cái, thành lập ra ước định đánh cuộc. Bộp, một thanh âm truyền đến, đạo sĩ đích xác tay vẫn để ở đó nhưng vẻ mặt của hắn không có cao hứng ngược lại rất khó coi bàn tay mà hắn vỗ không phải là tay của lý tổ sư mà đột nhiên xuất hiện một bàn tay dơ bẩn bàn tay này quỷ dị đột nhiên xuất hiện giữa hai người cực kỳ dơ bẩn không biết là đã bao lâu rồi chưa rửa tay đệ tử hai phái đang chú ý sư tổ của bổn môn đối thoại đối với tình cảnh mười phần quỷ khí này trợn mắt há hốc mồm không tiền bối đạo sĩ cùng lý sư tổ sắc mặt xanh lè đồng thời hô lên cái gì tiền bối ta cũng không dám làm ta cùng các ngươi đều là cảnh giới kết đan kỳ, chỉ có điều sớm tiến vào trước vài năm mà thôi. Một thanh âm dương dương vang lên ở giữa hai người, tiếp theo một thân hình giả dạng của quái dần dần xuất hiện. người này mặc một cái áo lam, tóc cắt ngắn, bên hông một cái bao vải xanh giặt đến trắng bệch ra, tựa hồ là người rất sạch sẽ, nhưng trên mặt lại đầy dầu mỡ, đen đúa, ngay cả hình dáng cũng xem không được. vài năm, phải là mấy trăm năm mới đúng. Sau khi thấy rõ tướng mạo của người mới tới. Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ trong lòng cười khổ, cùng cảm khái quả nhiên là người này, cũng không dám lộ ra chút ý bất kính. Quái nhân này không chỉ tuổi cao đến dọa người, chân đã đạp đến nguyên anh kỳ, hơn nữa vô hình độn pháp kỳ độc sang danh chấn tu tiên giới, ngay cả các phái tu tiên ở các nước phụ cận, cũng nghe tiếng. Không biết là là bởi vì đại hạn sắp đến, hay là có thể hoàn toàn tiến vào nguyên anh kỳ, mà khoảng gần trăm năm đổ lại đây, càng ngày càng cổ quái, phi thường thích trêu cờ tu sĩ kết đan kỳ, cơ hồ mười mấy tu sĩ bậc cao của thất đại phái đều bị đùa cợt đến chật vật. Nhưng bình thường trong môn phái, ngay cả các tu sĩ tổ sư cũng không có biện pháp với hắn. Nói về pháp lực thâm hậu, người này trong số tu sĩ kết đan kỳ cũng là số một, nói về bối cảnh ở sau, ngay cả người của yểm Nguyệt Tông thực lực cực mạnh trong thất đại phái, tìm các cao nhân nguyên anh kỳ của bổn môn đến giáo huấn hắn một phen, nhưng các cao nhân này quá nửa đều nhận thức, cũng không muốn vì việc nhỏ này mà tự tìm phiền toái. Kể từ đó, tại cao tầng trong tại thu tiên giới, hoàn toàn thành một hình tượng ác bá kiêm vô lại, trên cơ bản, ai gặp ai cũng cầu phúc. Hy vọng hắn ngày đó tâm tình tốt, nếu không thì sẽ gặp một phen đau khổ. Một vị tiền bối như vậy đột nhiên giá lâm, làm sao mà Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ không chấn động cho được, đầy cảm giác bất an. Hai người hắn cũng đã từng chịu qua đau khổ rồi, một khi đã đánh cuộc rồi, chỉ có hai người các ngươi cũng quá lẻ loi, cơ tính thêm lão nhân ta nữa. Vị khung tiền bối này tựa hồ tâm tình cũng không tệ, lời nói ra làm cho hai người không ngừng kêu khổ tiền bối cứ nói đùa đệ tử của hai nhà chúng ta làm sao có thể so với cao đồ của yểm nguyệt tông khẳng định là chỉ có thua không có thắng không cần đánh cuộc chúng ta cam bái hạ phong đạo sĩ cố gắng cười nói lý tổ sư môi mím chặt nhưng vẻ mặt cũng biểu lộ vẻ hết sức đồng ý như vậy khung lão nhân nghe vậy hắc hắc cười lạnh vài tiếng hai mắt vừa chuyển quái ngôn nói ta lại là loại người khinh người mà ép làm sao yên tâm đi chỉ cần thành tích của hai nhà các ngươi hợp lại, vượt qua bổn tông, thì tính là bổn nhân thua, sau đó hai người các ngươi lại phân thắng bại là được. Thực vậy, đạo sĩ vừa nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vị này tuy hỉ nộ vô thường, cười mắng tùy tâm, nhưng theo như lời thì lời nói rất đáng tin, chưa từng thất hứa. Kể từ đó, việc đánh cuộc đã trở nên công bằng, thậm chí hai người bọn hắn còn chiếm chút tiện nghi. Ba khối phủ bảo vô hình châm là ta luyện chế ra lúc nhàn rỗi, dù sao ta cũng không có hậu nhân gì, đem làm vật đánh cuộc lần này đi." Lão khoát tay, lập tức xuất hiện ba cái phù lục hỏa thất sắc châm, nhoáng lên lại thu vào. Lý Tổ sư cùng đạo sĩ thấy vậy, che giấu không được vẻ kinh hãi trên mặt, không khỏi nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nhìn ra vẻ tham lam. Chương 177, tu tiên giới giữ tránh tà. Nói lên vô hình châm này, hai người cũng đã nghe danh từ lâu. Bảo vật này phải dùng ngũ kim chi tinh dung hợp với vô hình độn pháp độc sang của người này, luyện chế mà thành. Có thể nói đến vô ảnh, đi vô tung, đả thương người trong vô hình, thật sự là cực kỳ lợi hại. Nghe nói, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng cực kỳ đau đầu, đây cũng chính là một trong những chỗ trống lưng để cho lão có thể hoành hoành bá đạo. Nếu được phù bảo vô hình châm này, ngoài hiệu quả thần kỳ ẩn hình ra, thì còn là một kỳ bảo cứu mạng. Tối thiểu tu sĩ kết đan kỳ, cũng sẽ không thể ứng phó với kỳ vật này. Được, theo như lời của khung tiền bối nói, tại hạ đánh cuộc. Đạo sĩ sau khi suy nghĩ, thấy không có chỗ nào là không ổn, liền lên tiếng đồng ý. Mà Lý Sư Tổ, thấy sự yêu đãi quá lớn nếu thắng ván bài này, cắn răng một cái, cũng chấp nhận. Bộp, bộp, ba người vỗ tay vào nhau, chính thức đánh cuộc. Tiền bối, sao lại đến nơi này, chẳng lẽ dẫn dắt hiểm Nguyệt Tông đến đây chính là ngài sao? Ba người đang muốn tản ra, thì đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu. Ta dẫn đầu, các ngươi cứ yên tâm bổn tông lần này dẫn đầu chính là nghe thường nha đầu, ta chỉ là chạy đến xem. Xem thử các phái có xuất hiện người mới nào lợi hay không. Khung tiền bối, trợn mắt nhìn hắn, có vẻ tức giận nói. Hiện tại xem ra, thực sự là bình thường. Phỏng trừng đệ tử thực sự có thiên tư quá ít, các sư điệt của ta cũng là bất đắc dĩ không đưa đi. Khẳng định là nắm bảo vật ở trong tay không dám rời. Nhưng cũng không nghĩ tới, không trải qua những trận lớn, thiên tư cho dù có tốt đến đâu, một khi đụng phải tà ma ngoại đạo khẳng định cũng chỉ là con dê non mặc cho người ta tùng xẻo lão này tựa hồ đối với cách làm của các phái ra vẻ mặt các ngươi tất cả đều sai lầm lý sư tổ hai người nghe xong trên mặt một chút khác thường cũng không có nhưng trong lòng lại chửi thầm không thôi lão quái vật ngươi nói thì hay lắm các phái chúng ta thu được đệ tử có thiên tư dễ dàng vậy sao chứ đưa đến cái loại thí luyện cơ hồ là phải chết này chẳng phải là ngu ngốc sao thiếu gì nơi để đi tăng thêm kiến thức cần gì phải tới huyết sắc cấm địa này. Đương nhiên, những lời này hai người cũng chỉ có thể nói trong lòng, vạn lần không dám nói ra với người này. Nếu không, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao, hai người rất là biết điều này. Đương nhiên, cái này cũng nghiệm chứng lại tu tiên giới, ai có nắm tay lớn, thì lời người đó là chân lý. Đệ tử hai phái, thấy ba người này đem việc bọn họ vào cấm địa mà đánh cuộc, tất cả đều nghe thấy rõ ràng. Không khỏi một trận sao động, vẻ mặt không giống nhau, có vẻ cực kỳ cổ quái tự nhiên cũng không ai ngu ngốc mà đi chỉ trích ba người này cho dù có cũng chỉ có thể là chửi thầm trong bụng nếu không người ta chỉ cần động ngón tay út là lập tức lấy cái mạng nhỏ của bọn họ ngay lý sư tổ thấy hai người kia rời đi lại quay về phía các đệ tử của hoàng phong cốc mà nhìn lướt qua sau đó lạnh lùng nói một phen làm cho mấy người hàn lập rất là ngạc nhiên ta biết các ngươi thấy chúng ta lấy việc sinh tử của các ngươi ra mà đánh cuộc tựa hồ rất không tôn trọng các ngươi nếu là người khác có lẽ sẽ tìm cớ để lý giải điều này nhưng lý mỗ ta luôn luôn xem thường không làm như vậy ta cũng nói cho các ngươi hiểu bộ mặt chân thật cực kỳ tàn khốc của tu tiên giới coi như là lời khuyên của ta các ngươi đã nghe được trong tu tiên giới bất luận là danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo theo đuổi đều là việc nghịch thiên khôn thì sống dại thì chết chỉ có điều chính phái mà nói chính là từ từ mà tiến chậm nhưng chắc công pháp ôn hòa nhưng thường xuyên được lũ tiêu nhân trương lên ngọn cờ trừ ma vệ đạo đa phần là giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử, mà tà phái ma đạo chỉ cầu pháp lực tăng mạnh, một mặt theo đuổi công pháp uy lực cường đại, quá trình tu luyện rất khắc độc, ra chiêu hiểm độc, tuy nhiên được gọi là tùy tâm sở dục, biểu hiện chân tính, nhưng trên thực tế do theo công pháp tinh thiến, càng ngày càng xa rời bản tính, thậm chí trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng vô luận chính tà hai phe của tu tiên phái, cho dù nói thế nào thì trên thực tế cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Người tu tiên chúng ta cũng không phải là tục nhân. Tu sĩ có cảnh giới công pháp cao xem tu sĩ cảnh giới thấp như con kiến, một lời không lò tai, liền một kích diệt sát, đây đều là việc thường có. Trong lời nói, Lý Sư Tổ khẩu khí tựa hồ đối với cái gọi là chính tà hai phái đều không cho là đúng. Loại thái độ này, làm cho các đệ tử trước mắt có chút hồ đồ, có đệ tử lứa ân gan, nhịn không được mở miệng hỏi. Sư Tổ, Hoàng Phong cốc chúng ta là chính phái, hay là tà phái? Hắc hắc, không phải là chính phái, cũng không phải là tà phái mà ngay cả sáu phái còn lại của Việt Quốc cũng như thế hắn chề môi cười lạnh nói. Các ngươi tuổi còn trẻ, thời gian nhập môn còn ngắn, cho nên chưa biết về lai lịch của tiên giới Việt Quốc. Ngàn năm trước, Việt Quốc chúng ta cũng như vậy, chính tả đối lập, mà khi đó thất đại phái đều chỉ là các môn phái nhỏ. Vì sinh tồn, đành phải làm ngọn cỏ ở góc tường của chính tả hai phía, đợi khi thực lực lớn mạnh, các tiểu phái chúng ta chỉ ở trong một góc. Căn bản bị các đại phái chính tả lúc bấy giờ đều xem thường. Nhưng sau đó, Chính tà hai bên đã xảy ra một hồi đại chiến cực kỳ thảm thiết, bọn họ đều tung hết cao thủ ra, kết quả cuối cùng là thực lực tổn hao rất nhiều, rốt cuộc không thể áp chế các môn phái nhỏ như Hoàng Phong Cốc chúng ta, một thời gian sau, bị bảy phái liên thủ hạ gục bọn họ, sau đó diệt cỏ tận gốc phòng Đông Sơn tái khởi. Rất nhiều công pháp ngày nay các người học, thật ra chính là chiến lợi phẩm có được từ hai phía chính tà. Lúc này đã trở thành cục diện thất đại phái chúng ta độc chiếm Việt quốc, một khi còn có chính tà phái nào muốn xâm nhập nơi đây, Bảy phái sẽ lập tức liên thủ tiêu diệt, tuyệt không để cho bọn họ có cơ hội sống sót. Cho nên, công pháp mà Thất Đại phái chúng ta truyền thụ, có chính cũng có tà, còn có một số ô độc nữa. Có thể nói là môn phái trung lập, Lý sư tổ nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc. Người trước nay chỉ ở trong cốc khổ tu, có ra khỏi sơn môn, cũng chỉ là quanh quẩn tại Việt quốc mà thôi, chưa từng tiếp xúc với tu tiên giới chân chính, càng cũng từng thấy qua một mặt hắc ám tanh máu của tu tiên giới. Nhưng trên thực tế tại đây, Chính tà hai phía, Phật đạo nho ma yêu năm đại tu tiên phái, đều đã từng tồn tại, sự hỗn loạn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của các ngươi. Chuyện giết người đoạt bảo, diệt tộc diệt môn, căn bản là như cơm bữa, hơn nữa phần lớn là tà ma chiếm thế thượng phong, động chút là giết người lập uy, huyết tinh 10 phần. Nói đến đây, thần sắc của lão vừa tỏ ra tôn kính, lại có vẻ 10 phần trịnh trọng, nhưng sau đó sắc mặt dịu lại, lãnh đạm nói: "Được rồi, ta vừa mới cảnh tỉnh các ngươi một chút, để các ngươi khỏi tự tôn tự đại." nhớ kỹ trong tu tiên giới nếu thực lực không bằng người thì đừng có nói tới cái chuyện tôn kính ngu xuẩn đó cái gọi là tôn kính cũng chỉ có thể có ở những tu sĩ có thực lực nếu không thì chẳng khác nào tự mình tìm chết hắc hắc mấy lời này chẳng biết mấy ngày sau trong số những người sống sót trở về có bao nhiêu người có thể chân chính lĩnh ngộ đám người hàn lập nghe đến há mồm cứng lưỡi rung động dị thường tất cả đối với các đệ tử này mà nói thật sự rất ngoài ý muốn nói tới chuyện đánh cuộc các ngươi nên nghe Lần này đánh cuộc đối với Lý Mũ rất trọng yếu. Nếu như có thể thắng, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Lần này đệ tử nào giúp ta thắng cuộc, ngoài việc trọng thưởng, quan trọng nhất là nếu chúc cơ thành công thì ta sẽ thu nhận làm môn hạ. Các đệ tử Hoàng Phong Cốc chưa kịp tiêu hóa những lời cảnh tỉnh trước đó, lại lập tức bị những lời hứa hẹn này làm cho kích thích hưng phấn hẳn lên. Có thể được một vị tu sĩ kết đan kỳ thu làm môn hạ, là khái niệm gì? Cả Hoàng Phong Cốc có thể có được vận tốt như vậy? cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, cơ hội này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Thấy được ánh mắt kích động của các đệ tử, bị thứ kích thích này mà mong chờ, Lý sư tổ mỉm cười, rất là vừa lòng. Chỉ cần thắng được trận đánh cuộc này, chỉ là thu thêm ba bốn ký danh đệ tử, cũng chỉ là việc nhỏ, nhiều lắm là tùy ý tìm một chỗ an trí, truyền cho một ít công pháp là có thể thoải mái rồi. Chương 178, Yểm Nguyệt Tông. Hàn Lập nghe xong cũng động tâm, hắn rất rõ ràng, trên tu tiên lộ nếu có một vị minh sư chỉ điểm tuyệt đối là có thể tránh được nhiều đường vòng đối với tu luyện vô cùng hữu ích nhưng vị lý sư tổ này cũng không phải là lừa gạt người chỉ là bản thân bí mật trên người không ít nếu tiếp xúc lâu chỉ sợ sẽ bị phát hiện có chỗ không ổn truy vấn đến bản thân tuyệt đối là chỉ có đường chết hơn nữa sau khi nghe những lời trung ngôn vừa rồi người này khẳng định là sẽ không nói gì tới tình thầy cho gì quá nửa là cũng sẽ tiến hành đoạt bảo diệt khẩu hàn lập có chút hoạt động tâm tư sau khi suy nghĩ như vậy lập tức không còn hào hứng nữa mấy đệ tử khác của hoàng phong cốc lại không có gánh nặng này mỗi người đều hoa chân múa tay sĩ khí dâng cao hôm nay không chỉ chiến đấu vì sinh tồn mà còn là vì tiền đồ của bản thân sau này hàn lập theo bản năng liếc nhìn trần sư muội phát hiện nàng hai má ửng hồng nắm chặt tú quyền trong mắt tia sáng chấp động bộ dáng đầy quyết tâm ngầm hít một hơi hàn lập lại chú ý tới những người khác của hoàng phong cốc rồi lại nhìn về phía thanh hương môn đạo sĩ kia cũng đang nói cái gì đó nước miếng bay tứ tung đối với các môn hạ. Thỉnh thoảng còn làm ra bộ dáng kích động, làm cho nhóm đạo sĩ trẻ tuổi này từng trận hoan hô, mỗi người vẻ mặt đều dâng trào, xem ra tất cả đều đã bị tẩy não thành công. Đương nhiên cũng có một ít đạo sĩ lâu năm, thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh. Hàn lập thật sự thấy có ý tứ, đang xem đến xuất thần, bỗng nhiên không biết là giọng ai hô lên. Xem kia, người của yểm Nguyệt Tông đến, đó là Thiên Nguyệt Thần Chu hàn lập nghe vậy cả kinh ánh mắt nhìn về phía bầu trời một quầng bạch quang từ phía chân trời lóe lên dần dần tới gần tốc độ cực nhanh không lâu đã đi tới bầu trời của hoang sơn thành hình một cái thuyền lớn trên thân thuyền dùng vàng bạc tả long hỏa phượng xa xỉ vô cùng còn có một vầng hào quang màu trắng bao quanh cả thuyền ở trên thuyền có một đám đông nam nữ áo trắng cầm đầu là một nữ tử cách ăn mặc như thiếu phụ mê người nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng cực kỳ động lòng người nữ tử này sau khi hạ xuống, triệt tiêu màn hào quang, liền khẽ nhếch môi nói, hai vị sư huynh, khung sư thúc, nghe thường hữu lễ. Lý sư tổ cùng đạo sĩ không dám chậm chế, vội vàng hoàn lễ. Nhưng khung tiền bối này, chỉ khẽ nhếch miệng cười, bỗng nhiên thân hình mơ hồ rồi biến mất trong không trung, chỉ để lại một câu nói cùng tiếng cười quái dị. Bảy ngày sau, ta lại đến nơi đây, lo mà chuẩn bị cho tốt đi. Lần này ta thắng chắc, đạo sĩ cùng Lý sư tổ nhìn nhau, chẳng biết lão này vì sao lại tin tưởng 10 phần như thế. Đệ tử Yểm Nguyệt Tông, bọn họ đã dò xét qua, tuy nói so với môn hạ hai phái bọn họ thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như thế. Thiếu phụ, đôi mắt đẹp lưu động, tò mò hỏi qua. Sau khi nghe rõ nội dung đánh cuộc của bọn họ, không khỏi nở nụ cười, cười như đóa hoa run rẩy, câu hồn người khác. Cái loại thiếu phụ phong tình này, làm cho nhiều nam đệ tử trẻ của ba phái, hai mắt nhìn đăm đăm, cơ hồ chảy nước miếng. Nhưng hai người Lý Sư Tổ lại hoàn toàn không quan tâm gì đến cảnh đẹp, đến bộ dáng của nữ tử trước mắt, trong lòng hai người trầm xuống, đều có cảm giác bị lừa, không khỏi sắc mặt phát khổ. Chẳng lẽ Yểm Nguyệt Tông đối với việc này, thực có đòn sát thủ gì, có thể đồng thời áp chế hai phái bọn họ? Hai người duy trì thân phận, tuy rất buồn bực, nhưng vẫn ngượng ngùng hướng tới thiếu phụ đối diện mà thăm hỏi, mà mỹ thiếu phụ Nghê thường tiên tử, tự nhiên càng mừng rỡ làm bộ như không biết, cùng bọn họ nói chuyện đủ mọi điều. Hàn Lập trong số nam đệ tử Hoàng Phong, sớm đã đem ánh mắt hướng các nữ đệ tử mới đến. Bọn họ sớm đã nghe nói, môn hạ yểm Nguyệt Tông đề sướng xong tu thuật, thu nhận đệ tử tối thiểu một nửa phải là nữ, hơn nữa dung mạo tuyệt đối là thượng đẳng. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, những nữ tử này mỗi người đều thiên kiều bá nghị, hoa dung nguyệt mạo. Làm cho nước miệng của bọn họ cứ gọi là chảy ròng ròng. Hàn Lập cũng vây, tuy nhiên cũng không nhìn lâu, dựa vào nghị lực hơn người đã có thể rất nhanh thu liếm tâm thần, tĩnh tâm lại. Lúc này hắn mới phát hiện, nữ đệ tử yểm Nguyệt Tông tựa hồ đã quen bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói cười tự nhiên, thậm chí còn nhìn lại liếc mắt đưa tình làm người nọ chân muốn nhũn cả ra, không biết gì nữa. Nhưng biểu hiện của nam đệ tử lại hoàn toàn tương phản, bọn họ trợn mắt nhìn. Đặc biệt đối với các cô gái bên người rất quan tâm, hận không thể dẹp bỏ hết những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào họ. Hàn Lập mỉm cười, xem ra việc ham nữ đứng thành cặp của đối phương đã hiểu rõ, mấy nam nữ này cho dù không thật sự là tình lữ, thì cũng khẳng định đã là một đôi luyện công đã an bài trước. Cho nên nam đệ tử mới có thể phẫn nộ như thế. Bọn họ chỉ sợ sớm đã sớm xem người bên cạnh là của riêng, cho dù các nữ đệ tử này thực sự không thể động đến. Hàn Lập chú ý tới, người mà mấy nam đệ tử này chừng mắt nhìn, không chỉ có phía Hoàng Phong Cốc, mà còn có cả phía bên Thanh Hư Môn. Dưới sự tò mò, Hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên các tiểu đạo sĩ khí huyết phương cương đang thỉnh thoảng lén nhìn các thiếu nữ này, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ người khác thấy, có vẻ cực kỳ lén lút. Hàn Lập cố nén sự buồn cười trong lòng, sợ cười ra tiếng. Không biết là là bản thân bị ảo giác, Hàn Lập cảm thấy động tác của các nữ đệ tử Yểm Nguyệt tông đối với các tiểu đạo sĩ, so với phía Hoàng Phong có còn muốn nhiều hơn không ít. Điều này làm cho hắn hồi lâu không biết nói gì, chẳng qua là sau khi nghĩ lại, Hàn Lập trong lòng chợt dùng mình những người này đến đây, cũng không phải là cười nói đưa tình, mà sinh tử chi chiến trong cấm địa. Nếu đệ tử tuổi trẻ của các phái, gặp gỡ nữ đệ tử của yểm Nguyệt Tông, chỉ sợ còn chưa đánh, thì đã thua trước ba phần rồi, dù sao người có thể trực tiếp hạ độc thủ với các nữ tử kiều mị này, thật sự là không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Càng làm cho Hàn Lập buồn bực chính là, các đệ tử của yểm Nguyệt Tông đến lần này, vô luận nam nữ đều là tuổi trẻ, ngay cả một người lớn tuổi một chút cũng không có, cái này thật sự cũng không hợp với lẽ thường. Nhắc tới các lão quái vật có thuật chú nhan, Hàn Lập Việt không tin, xem hành động của những người này, nhiều lắm cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nào xe tô chút hình dáng lão luyện. Nhưng huyết sắc thí luyện này, nôi danh là đất chết, không có khả năng có nhiều người trẻ tuổi như vậy chủ động chịu chết. Cho dù có, cũng không có khả năng đều là một đôi, tình cảm của những người này đều thâm hậu đến mức đồng sinh cộng tử, cái này có đánh chết Hàn Lập cũng không tin. Hoàng Phong có cùng thanh hư môn, đều có một số lão giả đi theo. Bọn họ bởi vì đại hạn sắp đến, cho dù không tham gia lần đến cấm địa này, cũng sống không được bao lâu nữa, bởi vậy đánh cược một ván cuối cùng. Nếu có thể thành công được trúc cơ đan, may mắn tiến vào trúc cơ kỳ, còn không thì bỏ mình. Tuy nói, có tu luyện đến kết đan kỳ được hay không, nhưng cũng có thể sống thêm được vài trăm năm, cũng là được rồi. Tuy nói các lão giả có loại ý tưởng này tham gia huyết sắc thí luyện cũng không nhiều lắm, nhưng hai phái tổng cộng cũng có bảy tám vị mại yểm nguyệt tông một người cũng không có, các này trong mắt hàn lập, đích xác có điểm quỷ dị. Lý sư tổ cùng đạo sĩ, tựa hồ cũng phát giác có chỗ không ổn, hai người sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy nhiên ngoài miệng vẫn chuyện trò với nghe thường tiên tử của yểm Nguyệt Tông, nhưng vẻ mặt không yên lòng này là ai cũng đều nhìn ra. Không lâu sau, bốn môn phái còn lại đã lục tục đến, làm cho hàn lập có ấn tượng khắc sâu, chính là người của cử kiếm môn cùng Linh Thú Sơn. Cử kiếm môn toàn bộ đều là nam tử, mỗi người một thân hắc y, phía sau lưng đều có một thanh cử kiếm, thần sắc lãnh khốc vô cùng, mỗi người sát khí tận trời. Mà người của Linh Thú Sơn, quần áo màu mè, kiểu cỏ, hơn nữa trên người mang đầy các loại túi da, có động vật cửa quậy bên trong không thôi, làm cho các đệ tử của các môn phái khác trong lòng sợ hãi không thôi. Những người của hóa đạo ổ cùng thiên khuyết bảo, ngoại trừ phục sức khác lạ ra, thì trong mắt Hàn Lập cũng như là người bình thường mà thôi, giống như là các đệ tử của Hoàng Phong Cốc, cũng đang thầm thầm thì thì, vẻ mặt khẩn trương. chương 179, Phá Cấm trong khi người dẫn đầu của các phái cùng nhau thương lượng các bước mở ra cấm địa, Hàn Lập vẫn tiếp tục dò xét các nhân vật nổi trội của các phái. Đối với một ít cao thủ công pháp đã tới đỉnh điểm tầng 13, Hàn Lập có thể trốn được thì phải trốn, thật sự không trốn được thì đánh lén. Hắn tuyệt không hy vọng lại giống như lần đại chiến với Lục sư huynh, đem mình biến thành một giọt pháp lực cũng không còn. Phải biết rằng, trong đây hoàn toàn không giống lần trước, lần này đối mặt không phải là một đối thủ, mà là một số lớn người tu tiên. Nếu không giữ sức lực Lúc nào cũng bảo trì lực phản kích thì người đầu tiên bị đào thải ra, khẳng định sẽ có hắn trong đó. Đang đứng ở một bên suy nghĩ, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có người đang nhìn chăm chú hắn, trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi hướng ánh mắt nhìn lại nơi cảm ứng được. Một nữ đệ tử của Linh thú môn, có chút trốn tránh nhìn Hàn Lập, xem khuôn mặt tú lệ lại có chút quen thuộc. Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên, đối với nữ tử này suy nghĩ qua một lần, một thân ảnh đột nhiên hiện lên. Là nàng là cô gái tại tháo nam hội đã bán kim trúc bút cho mình nàng sao lại nhập làm môn hạ linh thú sơn lại còn tới tham gia huyết sắc thí luyện này hàn lập rốt cuộc nhận ra cô gái so với lần trước có phần xinh đẹp hơn trong lòng cũng có chút nghi hoặc nhưng hình dáng bất động mặt đỏ bừng của đối phương hắn cho đến nay vẫn nhớ kỹ có sự hảo cảm rất lớn nghĩ như vậy hắn không khỏi hướng về phía cô gái cười cười cô gái hiển nhiên nhìn rất rõ ràng hai gò má chợt đỏ ửng vẫn là bộ dáng thẹn thùng dễ thương giống như trước đây một gã nam tử dâu quay nón, đứng ở phía sau cô gái, tựa hồ chú ý tới hành động của cô gái cùng Hàn Lập, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lớn tiếng nói gì đó với cô gái, cô gái lập tức vẻ mặt tái nhợt, cúi đầu không nói, rốt cuộc không dám tùy ý nhìn sang phía Hàn Lập nữa. Nam tử này vẫn không chịu bỏ qua, dùng ánh mắt ác độc, hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Lập, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Hàn Lập hơi cau mày, xem ra cô gái này tại linh thú sơn hàng ngày cũng không tốt đẹp gì, gã dâu quai nón này mà một trong những kẻ có công lực tầng 13 hồi nãy đã chú ý qua. Cô gái bị chú ý như vậy, khẳng định là đã chịu đau khổ không ít. Chẳng qua, Hàn Lập đề phòng cũng không phải là người linh thú sơn, huống hồ tiến vào cấm địa, không phải địch cũng là địch, tự nhiên cũng không e ngại đối phương, đang không thèm để ý đột nhiên làm mặt quỷ với đối phương. Hành động này của Hàn Lập làm cho gã dâu quai nón tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng cũng không có biện pháp gì với Hàn Lập, đành phải quay đầu về phía cô gái gầm nhẹ vài câu, làm cho các đệ tử linh thú sơn ở phụ cận cũng đều ghé mắt nhìn qua, đại bộ phận đều lộ ra vẻ khinh bỉ cô gái. Hàn Lập trong lòng uất giận, sự quan tâm đối với cô gái cũng tăng cao, chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, gã dâu quai nón cụ thể nói cái gì, hắn cũng nghe không rõ. Vì không để cho cô gái chịu ủy khuất, Hàn Lập cũng không châm chọc tên không biết thương hương tiếc ngọc này nữa, nếu không Hàn Lập tự tin, hắn cũng đủ thủ đoạn, làm cho tên này đứng ngồi không yên. Lúc này, tổ sư các phái đã thương lượng xong, phân biệt trở về bổn môn, sau đó dẫn theo tiểu bối bay lên trời, hướng tới cấm địa trong truyền thuyết mà bay tới. Lần này thời gian rất ngắn, nhá, hướng giao giới với nguyên vô quốc, chỉ ngắn ngủn phi hành trong mấy canh giờ, một vùng đất rộng lớn khôn cùng xuất hiện, nơi đây trừ một vài tảng đá ra, thì ngay cả một cây cỏ nhỏ cũng không thấy, đưa mắt nhìn ra, nơi nơi đều là một màu đất vàng. Chẳng lẽ chính là nơi này, Hàn Lập cũng như những người khác, cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này thật sự không giống chỗ có thể sản sinh ra thiên địa linh vật. Vài vị cao nhân kết đan kỳ, lại tập trung lại nói vài câu, sau đó vị cao nhân dáng người khôi ngô cử kiếm môn, đột nhiên một mình đi ra, bước tới phía trước vài chục bước, mới dừng lại. Hắn đưa tay trái ra, trên đó hoàng quang xuất hiện, nhằm tới phía trước xuất ra một chảo, một luồng bùn đất màu vàng bị hút lên, ngưng kết lại trên tay hắn thành một thanh cự kiếm bằng bùn. Đưa ra một ngón tay, khẽ vuốt nhẹ lên thân kiếm, một đạo bạch quang theo ngón tay mà tỏa ra, Thanh kiếm bùn trong phút chốc đã biến thành một thanh kiếm đá lớn màu cho. Chiêu thức trung cấp pháp thuật hóa bùn thành đá ấy, làm cho đệ tử bảy phái khâm phục, được một phen mở rộng tầm mắt. Nhưng cao nhân của cự kiếm môn này vẫn chưa dừng tay, mà là hai tay cầm kiếm, thân mình trụ lại, hét lớn một tiếng, đem thạch kiếm nhanh như lưu tinh mà phóng thẳng tới phía trước. Một màn tiếp theo thực sự làm rung động lòng người, thạch kiếm vừa bay tới được hơn 10 bước, giống như chạm phải cái gì, đột nhiên chấn động, biến thành bột phấn. Tiếp theo trong hư không một mảng lớn thanh quang xuất hiện, ngập trời ngập đất mà đến, làm cho da thịt mọi người đều hóa thành màu xanh. Dưới sự kinh ngạc của các đệ tử, thanh quang đột nhiên kịch liệt bốc lên, gào thét biến thành vô số phong nhật, không ngừng biên cuồng càn quét, tạo thành một bức tường mưa gió không lọt qua được, dọc theo bức tường này mà nhìn lại, tất cả đều khôn cùng bắt ngát, không biết kéo dài đến nơi nào, nơi nơi đều là một màu xanh mênh mông. Tin tưởng rằng nếu có người tiến vào bức tường này, lập tức sẽ bị ngàn vạn lưỡi đạo lăng trì mà chết đây là cấm chế nơi này quả nhiên là kinh người không biết là loại tu sĩ thượng cổ thần thông nào mới có thể thành lập trận pháp khổng lồ lợi hại như thế đại trận hộ môn của hoàng phong cốc mà so với nó cũng chỉ là đứa trẻ danh không đáng nhắc tới hàn lập thầm cảm thán giờ phút này cao thủ cử kiếm môn lắc lắc đầu liền quay đầu đi trở về mà những người còn lại cũng tuyên bố thời điểm chưa đến bảo các đệ tử cứ nghỉ tạm một lát đợi lát nữa lại mở cấm địa cứ như vậy mỗi canh giờ cao thủ của cửa kiếm môn kia lại một lần thử nghiệm cấm chế mạnh yếu ra sao cho đến lầm thứ tư phóng ra thạc kiếm thanh quang tại cấm địa mới rõ ràng giảm đi vừa thấy cảnh này sáu tu sĩ kết đan kỳ khác không hẹn mà cùng phi thân ra ngoài sóng vai cùng nhau đứng lý sư tổ từ bàn tay chậm rãi xuất ra một thanh giới thước tiếp theo phát ra hào quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài đạo sĩ vỗ vỗ ót của mình miệng mở hé ra một đạo thanh quang từ trong miệng phun ra đón gió mà lớn lên biến thành một thanh phi kiếm năm người còn lại đều xuất ra những món đồ cực kỳ chói mắt, đoạn đái màu phấn hồng, quải trượng hình rồng, cự kiếm màu đen, trường đao lập lòe hồng quang, đại ấn lóe lên hồng quang. Bảy người, bảy vật phẩm kết hợp với nhau tạo thành hình cầu, trực tiếp nhằm về phía phong nhận đại trận mà phóng tới. Đây chính là pháp bảo của những người này sau khi tiến vào kết đan kỳ, trải qua năm tháng khổ tu rèn luyện lâu dài, mới tạo thành. Đệ tử các phái không dám chậm trễ, dưới sự phân phó của các trưởng bối trúc cơ kỳ khác, tất cả đều đứng ở phía sau bảy người này, chia làm bảy nhóm, chuẩn bị tiến vào cấm địa. Oanh oanh đùng một trận nổ, bảy món pháp bảo va chạm với phong nhận, các sắc hào quang tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh hu hu kỳ quái, làm cho các đệ tử đang nhìn vạn phần khẩn trương. Giới thước của Lý Sư Tổ quay cuồng chuyển động không ngừng, hào quang màu bạc lúc lớn lúc nhỏ, giống như có linh tính, đem vô số phong nhận mà đập nát. Phi kiếm màu xanh, huyễn hóa thành dao long dài vài chục trường, mỗi một kiếm bổ ra, mang theo tiếng hú kinh hồn, làm kinh động lòng người. Năm món pháp bảo còn lại cũng thể hiện thần thông. Đặc biệt là pháp bảo đại ấn màu vàng của cao thủ thiên khu huyết bảo, thanh thế to lớn nhất, mỗi một lần nện xuống, đều có uy lực như một tòa núi nhỏ, bạo phát ra tiếng nổ mạnh như sấm, nhưng khi bay trở về lại còn lại nguyên hình, nhưng khi di chuyển tựa hồ thời gian trở lại hình dáng có chút chậm. Bảy món pháp bảo uy lực tuy kinh người, nhưng so với phong nhận đại trận đã yếu đi rất nhiều, cũng là cố hết sức, mỗi một bước đẩy lùi phong tường, đều phải tiêu phí công phu không nhỏ không bao lâu cả bảy người đều toát cả mồ hôi kích đấu sau ba bốn canh giờ bảy người mồ hôi đã đổ như mưa nhưng pháp bảo rốt cục đã chiếm thế thượng phong trên phong tường đánh thủng ra một thông đạo hình tròn cao cỡ một trượt bên trong thông đạo là một mảng tối đen cái gì cũng thấy không rõ mau tiến vào chúng ta không duy trì được lâu đâu đạo sĩ lên tiếng trước tiên bởi vì trong bảy người pháp lực của hắn là kém nhất mồ hôi cũng đổ ra nhiều nhất đệ tử bảy phái nghe vậy cũng không dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau một đám bay vào bên trong thông đạo. Lúc này, mỗi người đều im lặng không nói gì, thần sắc âm trầm. Ai cũng biết, một khi tiến vào cấm địa, lập tức đèo trở thành sinh tử đại địch, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không thể tin tưởng. Hàn lập thuộc nhóm người ở giữa, phía trước là đệ tử của cự kiếm môn, phía sau là người của hóa đạo ổ. Thông đạo cũng không dài, khoảng cách chỉ khoảng 20 trượng, thoáng cái là qua, Hàn lập vừa mới bay ra, còn đang xem rõ tình hình trước mắt, một nhiên thấy trời đất xoay chuyển hoa cả mắt, nơi mà mọi người vừa mới bước ra chợt biến mất vô ảnh vô tung. Chương 180, Ô Long Đàm, cả một vùng xám xịt, trên mặt đất đầy những vũng bùn lầy lội, cây cối hình thù kỳ lạ vặn vẹo quái dị, dưới chân là những cây cỏ nhỏ mà đỏ không biết tên, trong không khí tràn ngập mùi vị khó chịu, đây chính là những gì mà Hàn Lập cảm nhận được sau khi tỉnh lại. Bất chấp hoàn cảnh kỳ dị này, Hàn Lập trước tiên là nhìn quanh bốn phía, nhìn xem có người nào khác hay không, dù sao nguy hiểm lớn nhất chính là từ đệ tử của các phái khác. Xem ra cũng có chút may mắn, xung quanh trong phạm vu hơn 10 trượng ngoại trừ hàn lập ra thì không có bất kỳ người nào khác, hắn cũng thở phào một hơi. Chẳng qua, hắn vẫn chưa để lỏng đề phòng, mà một tay cầm sẵn phù lục, một tay xuất ra bộ kim phù tử mẫu nhận, sẵn sàng đề phòng. Lúc này, hàn lập mới có thể yên tĩnh cẩn thận quan sát địa phương của quái này. Đối với việc bản thân đột nhiên đến một chỗ lạ lắm, hàn lập cũng không có gì giật mình. Trước lúc bắt đầu vào cấm địa, quản sự đã phản cho mỗi đệ tử một phần tư liệu nói về cấm địa. Trong tư liệu, có nhắc tới bất kỳ người nào khi bước vào cấm địa, đều bị na di trận pháp ở bên trong đó trong khoảnh khắc đưa đến một góc bất kỳ nào đó của cấm địa, cho nên rốt cuộc là đến nơi nào thì phải dựa vào vận khí của người đó. Có thể được truyền đến khu trung tâm, đó là nơi có thể thu thập được linh thảo nhiều nhất, thì sẽ là người có vận khí cực lớn, cũng có người có thể vừa truyền tống xong, trước mặt đã có một sổ yêu thú đang nhìn chăm chú, không trải qua một phen huyết chiến, căn bản là không thể thoát thân bình yên, mà tồi tệ nhất là trực tiếp bị đưa đến một tuyệt địa nào đó, tính mạng lập tức ô hô, đương nhiên loại tình huống này rất ít xuất hiện. Xuất hiện nhiều nhất, chính là giống như Hàn Lập, được truyền đến một góc sáng sủa của cấm địa, chỉ có thể tự lần mò mà đi tới. Mà dĩ nhiên cũng sẽ có những điều ngoài ý muốn, theo các tiền bối cao nhân suy đoán, bởi vì bọn họ phá cấm mà vào, cũng không phải là phương pháp chính xác mà tiến vào, đương nhiên là động chạm đến cấm chế, do đó có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng không có gì ngạc nhiên. Hàn lập sau khi cẩn thận quan sát một vòng, đem tài liệu ghi nhớ trong đầu cùng cảnh vật đối chiếu một phen, rốt cục hắn cũng tìm ra được một tin tức phi thường hữu dụng, đây là nơi các đệ tử trước đây thường đi nhất, đối với những người mới rất là hữu dụng. Ô Long Đàm ở phía đông bắc cấm địa, lấy một cái hồ sâu hơn 10 trượng làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm, có nhiều loại cỏ như hủ cốt hoa, xà diên thụ, có thể dùng để chế tác độc dược, nhưng giá trị không lớn. Tại trung tâm ô long đàm, bên bờ hồ, cứ cách mười mấy năm thì sẽ xuất hiện một ít hàn yên thảo, cũng là một loại kỳ thảo, nếu có thể đem về nhất định sẽ được trọng thường. Nhưng phải chú ý chính là, ở sâu trong thủy đàm, có ẩn nấp một đám loại yêu thú cấp thấp bậc một hàn băng thiềm, chẳng qua chúng tính tình ôn thuận, chỉ cần không chủ động trêu chọc thì không có nguy hiểm gì. Hàn lập sau khi đem tài liệu nhớ lại vài lần, trong lòng cũng có nhận thức nhất định. Theo lẽ thường, nơi càng tiếp cận với trung tâm cấm địa, thì càng xuất hiện linh vật chân quý cùng yêu thú mạnh bảo hộ, mà tại ô long đàm này, tuy có ở bên ngoài một chút, nhưng cũng không tính là quá xa bên ngoài, nếu đi gấp rút, thì nội trong ngày sẽ có thể đến khu trung tâm. Nghĩ nghe vậy, Hàn Lập không dám ngựa khí, mà nhảy lên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, quan sát chung quanh nhắm chuẩn phương hướng một chút, rồi mới nhảy xuống đi tới. Hàn Lập đang ở phía nam Thủy Đàm, cũng là trên con đường đi tới khu vực trung tâm, xem ra cũng có thể xem là thuận đường. Hàn Lập thi triển ẩn hình thuật trên người, sau đó lên đường, dọc theo đường đi rất cẩn thận. Không biết là có phải Hàn Lập quá khẩn trương hay không, sau khi đi được vài dặm mà vẫn chưa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tựa hồ cả ô long đàm chỉ có một mình hắn. Nghe được thanh âm nước chảy, Hàn Lập mới đem thần kinh khẩn trương thả lỏng một ít. Rẽ vài nhánh cây phía trước ra, một hồ nước sâu màu xanh biếc hiện ra, người vừa tới gần, một luồng hơi lạnh tràn tới làm cho Hàn Lập dùng mình. Đây là ô long đàm, Hàn lập tò mò dò xét, thủy đam diện tích không tính là lớn, xung quanh có những cây có tàn lá lớn vây quanh, trên mặt nước dùng mắt thường cũng có thể thấy được hàn khí, thậm chí bên bờ hồ còn kết một tầng băng xương trong suốt, có thể thấy được độ lạnh của hồ này. Hàn lập đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, làm cho hắn quan tâm chính là, ở một chỗ chúng trên bờ hồ, có hơn 10 bụi cỏ nhỏ trắng mềm, mỗi cây có 5 lá, toàn thân trắng tuyền, tản ra bạch khí nhẹ nhẹ, tựa hồ bị xương khói bao phủ, thực có vài phần linh căn không sai cái này đích thật là hàn yên thảo so với tài liệu miêu tả thì không có gì sai biệt hàn lập nhẹ giọng thì thầm trong lòng có vài phần mừng thầm tuy nói cỏ này cùng với trúc cơ đan cũng không có quan hệ gì nhưng ngay từ đầu có thể dễ dàng vào tay như thế cái này thật đúng là mô tỏ dấu hiệu tốt hàn lập theo thói quen quan sát xung quanh đang muốn bước ra bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi thân mình cúi xuống nhẹ nhàng lui lại mấy bước ẩn nấp sau những cành lá sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía bên trái khu rừng rậm không bao lâu sau, có bóng người lấp ló, một người áo lam thăm dò cẩn thận đi ra, theo trang phục mà xem ra, người này thuộc thiên khuyết bảo. Người này cực kỳ cẩn thận, một bước ba lần quay đầu lại, không ngừng quan sát chung quanh. Theo nắm tay đang nắm chặt lại mà thấy, hẳn đang chuẩn bị ứng phó với tập kích, phương hướng hành động chính là mấy đóa hàn yên thảo kia. Hàn lập thở dài một chút, xem ra cũng khó vô công mà được. Đối phương cẩn thận như thế, tuyệt không có khả năng đánh lén thành công, mà hắn cũng không định cùng người này mặt đối mặt đại chiến một hồi, như vậy rất là mạo hiểm, rất không đáng. Xuất hiện đi, ta thấy ngươi rồi, không cần trốn nữa. Cách Hàn Yên Thảo chỉ vài chục bước, người áo lam nọ đột nhiên dừng bước, xoay người lại hô lên. Hàn Lập cả kinh, nghĩ đến không cẩn thận lộ ra dấu vết, bị nhìn ra tung tích. Nhưng lập tức, thầm cười khổ vài tiếng, bởi vì người áo lam này tuy lớn tiếng như vậy, nhưng hai mắt lại không ngừng xoay chuyển, căn bản không có hướng về phía Hàn Lập ẩn thân mà là nói đại mà thôi. Hàn Lập vừa tức giận vừa buồn cười, thấy người áo lam hô to gọi nhỏ một hồi, mới chân chính yên tâm tới hái Hàn Yên Thảo. Người áo lam này cách làm tự cho là thông minh, Hàn Lập cũng đang do dự, có nên thừa dịp đối phương buôn lỏng mà tập kích sau lưng hay không? Chủ ý còn chưa định, người áo lam động tác cực nhanh liên tiếp hái ba bốn cụm bạch thảo, xem ra người này cũng biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng, trong chớp mắt những bụi cỏ này trở thành hư không. Hàn Lập thầm nhủ quyết định thối lui, mục tiêu chủ yếu của hắn là ba vị chủ dược của trúc cơ đan lúc này ở phía trước tận lực bảo trì thực lực mới là cách làm tốt nhất nghĩ như vậy hàn lập lặng lẽ chuyển thân đi rời khỏi vài chục trượng mới yên tâm đang định đi nhanh để cho người nọ sau khi hái xong khỏi bám theo nhưng thân hình của hắn vừa mới triển khai từ phía thủy đàm truyền đến một tiếng hét thảm nghe thanh âm đúng là của người áo lam kia hàn lập dùng mình sau khi trù trừ một chút cắn răng lặng lẽ quay trở lại hắn phải hiểu rõ ràng là thế nào để miễn cho bản thân khỏi nhận lấy kết cục tương tự. Khi Hàn Lập trở lại bên cạnh Thủy Đàm, thì bên bờ hồ xuất hiện thêm hai gã bộ mặt hung ác. Xem qua quần áo ăn mặc thì là người của Linh Thú Sơn. Lúc này, bọn họ đang cao hứng phấn chấn xem túi chữ vật của gã đệ tử thiên khuyết bảo, bên người còn có hơn 10 con đại thiềm thư màu lam. Mà người áo lam, cả người trên dưới có trên mười mấy lỗ thủng, đã chết từ đời nào rồi. Phu sư huynh, chủ ý này rất hay, khi phát hiện tên ngu xuẩn này, cũng không trực tiếp xuống tay, mà là trước tiên đuổi tới ô long đàm theo nước thả xuống một chút khu thú phấn tạm thời khống chế được một đám hàn băng thiềm hắc hắc sau đó thi pháp phân tán sự chú ý của hắn dưới sự hỗ trợ của lực lượng yêu thú từ sau lưng cấp cho tiểu tử này một đôi băng truy thuật lập tức xử lý hắn người này chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới lại bắt được một đám yêu thú cấp thấp trong tay chẳng qua người này của cải thật đúng là phong phú sư huynh không bằng chúng ta đem số thảo dược này cứ để ở đây để câu những người khác tới Số Hàn Yên thảo này để làm mồi. Tên tuổi còn trẻ, hung hăng đá một cước vào thi thể của đệ tử Thiên Khuyết Bảo, có chút tham lam nói. Chương 181, thải điệp giữ tử chiến. Hừ, tưởng hay lắm sao, cũng không cần đầu óc nghĩ lại, lần này sư huynh đệ hai người chúng ta có thể cùng được truyền đến đây, đã là may mắn lắm rồi, tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với những người khác cao hơn nhiều, có thể may mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi lại ngu mốc đến nỗi đem cái việc ôm cây đợi thỏ này diễn lại nữa sao không sợ gặp phải người mạnh đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui sao càng huống chi loại địa phương quỷ quái này đâu có thể nào có người khác đến nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước béo cỏ đây mới là thượng sách tên đệ tử tuổi cao hơn của linh thú sơn rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn cùng gian trá hơn nhiều một mặt giáo huấn đối phương một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh thấy vậy hàn lập lại càng cẩn thận Đem liếm khí thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc một đánh hai, Hàn Lập chưa bao giờ nghĩ tới, càng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai người này, một người có pháp lực tầng 12, người kia còn muốn cao hơn, nếu liên thủ lại, hắn quyết không có một chút phần thắng nào, hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy. Bởi vậy, Hàn Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ Hàn Yên thảo đi, cho một ngồi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử Thiên Khuyết bảo. Cuối cùng hai người này đem hàn băng thiềm thu vào một cái túi da màu đỏ biến mất trong khu rừng đối diện hai người vừa rời đi hàn lập cũng không có lập tức đứng dậy mà một lúc sau mới phủi lá rụng trên người đứng lên có chút đăm chiêu nhìn về phía hai người biến mất xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm người như vậy cũng không thiếu cái này cũng khó trách người một khi đã dám mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ cũng không khỏi va chạm lớn ở đây dù sao thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên thật sự là rất có hạn căn bản không đủ phân cho các phái hàn lập âm trầm nghiêm mặt đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ chính mắt nhìn thấy người áo lam cẩn thận như vậy không thua gì mình mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian mà sự tình giống vậy tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần điều này làm cho niềm tin đạt thành mục tiêu của hàn lập lại dao động không ít thật không hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này là đúng hay là sai có lẽ chỉ cần ăn vào hai viên chúc cơ đan kia là có thể chúc cơ thành công, căn bản không cần mạo hiểm. Hàn lập chán nản thầm nghĩ, đã có chút ý niệm thối lui trong đầu, dù sao nói miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. mấy canh giờ sau, Hàn lập mới rời khỏi nơi này, tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Hàn lập vẫn chiếm thượng phong, biết sự tình vừa rồi chính là sự yếu đuối của bản thân tìm cớ mà rút lui. Bởi vậy sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường. Hàn Lập cũng không đi theo sau hai người nọ, mà là đi vòng tìm đường khác, tuy nhiên lộ tuyến của hai người linh thú sơn mới là gần nhất, nhanh nhất. Hàn Lập không phải lo là đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với thủ pháp khu thú cổ quái của linh thú sơn, cảm thấy rất kiêng kỳ. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuôi của mình, nên kính nhi viễn chi là tốt nhất. Phải biết rằng, lúc trước hắn có một con vân xí điểu rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định, nghĩ đến cũng giống như thủ pháp khu xử của Linh Thú Sơn, khẳng định càng thêm bí mật cùng quỷ dị, dù sao bọn họ đều là người tu tiên, thủ đoạn người trong giang hồ làm sao có thể sánh bằng. Nói lên vân xí điểu, Hàn Lập có chút ảo não. Lúc trước khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, vì để không khiến cho người khác chú ý, hắn đem vân xí điểu nuôi dưỡng trong thái nhạc sơn mạch, để cho tự do hoạt động kết quả lúc đầu thì con chim này thường xuyên trở về tìm hàn lập chủ yếu là để ăn hoàng lật hoàn yêu thích nhưng theo thời gian lâu dần số lần bay đến dần dần rất thưa thớt đến khi hàn lập ý thức được sai lầm của mình thì con chim này đã hoàn toàn trở nên hoang dã một đi không trở lại àm cho hàn lập cực kỳ đau lòng nếu không lần đi đến cấm điện này hắn có thể sử dụng không ít hàn lập thực không biết quyết định đi vòng đã giúp hắn tránh được một tai kiếp hai người linh thú sơn kia từ lúc rời khỏi ô long đàm, đã lấy từ trong túi thả ra một số lượng bươm bướm nhiều màu. Những con côn trùng này bay ra, liền lập tức tản ra bốn phía, bố trí dày đặc trong khuôn viên trăm trược, màu sắc trên người cũng dần dần biến ảo cho phù hợp với cảnh vật xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát giác ra được. Hơn nữa cho dù có để ý phát hiện ra, quá nửa cũng sẽ tưởng là sinh vật ở trong cấm điện này, sẽ không có gì nghi ngờ. Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh giới cho hai người kia, chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng, thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước. Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới sống, có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của đệ tử Linh thú sơn. Cho dù đệ tử các phái khác biết được điều này, cũng không có biện pháp gì đối với lũ côn trùng này, không có khả năng lướt qua chúng mà lặng lẽ đánh lén. Kỳ thật lại nói tiếp, Hàn Lập dừng tại Ô Long Đàm rồi mới đi là rất may mắn. Hai người Linh thú sơn này cũng không thả côn trùng tại thủy đàm mà là sau khi rời đi mới bắt đầu thả, nếu không hàn lập tuyệt trốn không khỏi sự lùng sục của chúng. Cũng không phải là hai người này nhất thời sơ sẩy, quên việc này, mà loại bươm bướm này trời sinh sợ lạnh, nhiệt độ mà thấp một chút là sẽ đông cứng lại mà chết, không thể không nói là tiếc nuối. Mà nước tại ô long đàm lại trời sinh dị chất, lạnh vô cùng, làm cho xung quanh thủy đàm đều trở nên như là mùa đông, với loại tình cảnh này, bọn họ sao dám thả lũ bươm bướm này ra chịu chết. Hàn lập đối với việc bản thân tránh được một kiếp nạn, cũng không hề hay biết, đang đứng dưới một vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi thể thê thảm dưới chân, im lặng không nói. Một thi thể, mặc đồ màu đen bó sắt người, dáng người khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một lần máu gọn gàng, trên đầu hai mắt trợn lên, thần tình không cam lòng, tựa hồ bị chết không minh bạch, xem hình dáng thì là đệ tử của cự kiếm môn. Thi thể kia, dáng người trung bình, trên người huyết nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy rõ được ngũ quan, bị một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu ghim xuống đất não tương huyết dịch chảy đầy đất. Nhưng trên ngón tay vô danh, lại quấn một sợi ti tuyến kỳ quái trong suốt, dưới ánh mặt trời, khẽ lập lòe như có như không. Hàn lập, nhìn kỹ thi thể của đệ tử cự kiếm môn, suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên nhấc chân nhầm cái cổ có đường chỉ máu đá nhẹ một cái, cái đầu lập tức lăn long lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần sử ra. Thi thể người này sớm đã phân làm hai, hàn lập thở dài, lại nhìn thi thể kia không cần suy nghĩ cũng đã biết thân phận, gương mặt tuy không thể nhận ra, nhưng y phục lại giống hàn lập như đúc cũng đã chứng minh người chết chính là một vị sư huynh đệ nào đó của hoàng phong cốc rất rõ ràng hai người là đồng quy vô tận mà chết hàn lập ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi hồi lâu trong lòng đã có kết luận trong đầu đã đem tình cảnh hai người này gặp nhau ra tay thế nào đã sơ lược tưởng tượng ra được theo các dấu hiệu mà phán đoán người của cử kiếm môn so với vị sư huynh của hàn lập này thực lực cao hơn một bậc trên thi thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ vết thương khá nhiều vẻ mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh cho việc này. Vị sư huynh đồng môn không biết tên này, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng hiển nhiên cũng là người có tâm kế, cố gắng sử dụng pháp khí ti tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định lợi dụng khi đối phương đại thắng tâm tính buông lỏng, vào thời điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọt đầu của đối phương, lấy mạng của người cự kiếm môn này. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên nhân gì, vị áo đen này trước khi chết, vẫn còn thừa lực xuất cử kiếm trong tay, một kiếm đâm xuống, vị đồng môn này hoặc là do thương tích quá nặng không thể di chuyển, hoặc bởi vì thắng lợi tới tay mà phạm sai lầm tương tự, đã bị đóng đinh trên mặt đất. Tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết không có người chiến thắng. chương 182, Thiểu nữ dư ti tuyến. Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Hàn Lập chỉ có thể chúc vị sư huynh này đường xuống hoàng Tuyền thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không khách khí lục tìm trên người hai người này. Dù sao thì cũng đã chết, hai túi chữ vật kia, Hàn Lập tự nhiên thu lấy. Một lần tìm qua, cũng không thấy gì, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, lại cẩn thận tra xét lần nữa, vẫn không có gì. Hàn Lập chờ thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịch. Nơi này còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi chữ vật. Tuy nhiên người này 89 phần người, đã sớm rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không thể cam đoan là ở phụ cận quan sát, lấy hai thi thể này làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao, rất tốt để người ta che giấu hành tích, mà Hàn Lập vừa lúc đối mặt với đám cỏ này, đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Cái này càng làm cho hắn bất an, có lẽ người nọ đang tránh ở sau lưng mình. Hàn Lập thân hình không chuyển động, vẫn bảo trì tư thế như cũ, từ sau nhìn lại, tựa hồ vẫn chuyên tâm với hai thi thể trước mặt. Nhưng trên thực tế, hắn đã vận dụng 12 phần tinh thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục thần niệm cũng vô thanh vô tức mở ra, ý đồ tìm ra người tập kích có thể tồn tại. Kết quả của việc dùng thần niệm tìm kiếm, không làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn, tất cả ở phụ cận đều bình thường, không có linh khí dị thường dao động. Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính là nếu thực có người trốn ở chung quanh, khẳng định cũng dùng liếm thức thuật thu liếm pháp lực của bản thân, tự nhiên tìm không ra. Mà dụng ý của Hàn Lập khi dùng thần niệm tìm tòi, chính là để đả thảo kinh xà mà thôi. Tối thiểu, đối thủ tồn tại trong tưởng tượng, không dám coi thường vọng động. Mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự mình dọa mình, căn bản là không có ai ở nơi này, hoặc là người ấn nấp không có cơ hội, vẫn thu liếm khí tức, không định ra tay. Một lúc sau, Hàn Lập đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ, sau khi dùng mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời mà đột nhiên vọt đi, chỉ cất thân mấy lần, đã biến thành một điểm đen, dần dần rời xa. Khi thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, trong bụi cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm sột soạt đột nhiên vang lên. Tiếp theo một bóng người mảnh rẻ đi ra, là một cô gái áo trắng phiêu phiêu. Nữ tử này nhìn như còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng tướng mạo thanh thuần, vẻ mặt trong sáng đáng yêu. Tại nơi sinh sát này, lại xuất hiện một cô gái như vậy. Thật sự là khó có thể tin được, theo phục sức xem ra, cô gái này là môn hạ của yểm Nguyệt Tông. Cô gái nhìn về phía Hàn Lập biến mất, hé miệng cười, lẩm bẩm như một ông già nói. Sự can đảm, tâm trí, coi như cũng được, chính là pháp lực kém một chút, tư chất xem ra cũng là vấn đề lớn, không có bao nhiêu tiềm lực. Nếu có thể còn sống rời khỏi đây, cũng có thể xem là có tài. Chẳng qua, xem thân pháp khi hắn chạy trốn, tựa hồ là khinh công của thế tục, nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị. Cô gái giờ giờ cầm, trong ánh mắt, lộ ra vẻ hứng thú. Nếu Hàn Lập nghe được những lời này, chỉ có thể cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chỗ tốt xấu của hắn nói hết ra tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ hơn trước tiên cứ buông tha ngươi một lần ta có chính sự phải đi làm chẳng qua lần sau gặp mặt tiểu tử kia ngươi cũng không thể dễ dàng đi như vậy được đâu cô gái nheo nheo cái mũi của mình có chút không buông tha nói tựa hồ hàn lập hắn đã trở thành một món đồ chơi mới trên tay của người ta đối với nàng có sức hấp dẫn lớn cũng không muốn bỏ đi cuối cùng cô gái tặc lưỡi đưa tay lấy ra tấm phù lục vung tay lên, cả người chìm trong một màn lục quang trói mắt, biến mất không thấy nữa. Nếu có người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức đau lòng mà mắng to đây là nữ bại gia, có thể đem một độn thuật phù lục khó thấy trong tu tiên giới, mà tùy ý sử dụng như vậy. Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp. Phải biết rằng, người bình thường có một độn phù này, còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, vào lúc sinh tử mới có thể dùng, nó chính là lợi khí chạy trốn tốt nhất. Tất cả điều này, Hàn Lập không biết, đương nhiên sẽ không quan tâm càng không biết có một nữ tử như vậy đã để ý đến hắn bản thân hắn chỉ thấy thoải mái thoát khỏi khốn cảnh đã là may mắn lắm rồi mặc kệ nơi đây có người ẩn nấp hay không hàn lập cũng không định tìm hiểu dù sao càng gần vùng trung tâm địch nhân cũng càng ngày càng nhiều kiểu như dùng xảo kế mai phục việc tập kích người khác trở nên như cơm bữa thường xuyên phát sinh bảo toàn cái mạng nhỏ của mình phải né tránh tất cả tranh đấu không cần thiết đây mới là tiêu chuẩn của hàn lập trước khi hành động Càng huống chi, Hàn Lập trên hai thi thể kia cũng không phải là không thu hoạch được cái gì. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đưa tay ra, một sợi ti tuyến trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay, cái này chính là lúc hắn gần đi, thuận tay lấy được. Hàn Lập rót chút pháp lực vào, ti tuyến này càng ngày càng rỗi dần ra, cuối cùng trở thành một sợi dây dài hơn 10 trượng. Hàn Lập tùy tâm khu động múa may ti tuyến chốc lát, lập tức cảm giác được sự diệu dụng của vật này. Vật này sử dụng, thật sự là vũ khí ám toán rất tốt. Bằng đặc tính tự ẩn hình của nó, cùng tính chất 10 phần co giãn lại vô cùng sắc bén, Hàn Lập tự tin có thể lấy đầu cạo địch nhân mà đối phương không kịp cảm thấy gì. Thật không hiểu, ti tuyến này rốt cuộc dùng vật gì mà luyện chế thành, nếu là chiều dài có thể dài hơn nữa, có thể nói là vô cùng diệu dụng. Hàn Lập hứng chí khu xử ti tuyến này đen 10 cây đại thụ ở phụ cận, tất cả đều cắt làm đôi, không tốn chút sức. Điều này làm cho hắn hoan hỉ không thôi, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Hàn Lập không biết, nhưng vào lúc này trên một bãi cỏ cách trung tâm cấm địa không xa, hai nhóm đệ tử hóa đạo ổ cùng thanh hư môn đụng độ nhau, đang chém giết không thể tách ra được. Bởi vì mỗi bên đều có 5-6 người, thực lực cũng tương đương nhau, kỳ phùng địch thủ. Đây là lần đầu tiên tử đấu tại huyết sắc thí luyện lần này mang tính chất quần đấu, chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm địa trước để hái linh dược. Nếu có thể đem đối thủ bên cạnh tiêu diệt tại đây, đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện. Kết quả cuối cùng, nhóm đạo sĩ thanh hư môn cao hơn một bậc, sau khi đánh chết đại bộ phận đối thủ, đã xông vào khu trung tâm trước. Tại nơi đây không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả thiên địa linh vật, nhưng lại có một số yêu thú bậc một thực lực cường đại bảo hộ, có thể ganh đua cao thấp với đệ tử đỉnh cao trúc cơ kỳ. Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi, chỉ cần nơi đây lại sinh ra linh dược, yêu thú kia cũng sẽ khó hiểu mà xuất hiện, tuy nhiên không nhất định là cùng loại. Cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó hiểu. Hơn nữa, đệ tử các phái hàng năm đến đây chỉ có thể ở bên rìa khu trung tâm mà thu thập linh dược, mà không dám đi vào bên trong, sẽ bị một số cấm chế vây khốn hoặc giết chết. Hơn nữa yêu thú bên trong cũng càng thêm khó chơi, bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài rìa. Mặc kệ đệ tử thanh hư môn tiên hạ thủ vi cường, đã chắc gì hái được linh dược. Hàn lập lúc này, lại gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến đi vào cấm địa, tại một ngã đường đã bị một gã cự kiếm môn cùng một gã thiên khuyết bảo, trước sau trận lối. Đại Hán cư kiếm môn này, Hàn Lập rất quen thuộc, đúng là tên dâu quay nón đã trừng mắt với hắn, hiện tại hắn đang nhe răng cười nhìn Hàn Lập, bộ dáng muốn báo thù quyết hận. Chương 183, Dung Linh Phù. Hàn Lập cảm thấy trong miệng khô khốc, không nghĩ tới bản thân ngàn vạn lần cẩn thận, lại bị người khác phục kích, mà lại gặp phải tình huống ác liệt nhất, lấy một địch hai. Lúc này, vị trí của hắn, trong tài liệu gọi là Nhất Tuyến Thiên, hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, nếu không ngự khí phi hành cả đoạn đường chỉ có một con đường nhỏ này là có thể thông tới khu trung tâm. Mà hai bên đường nhỏ đều là vách núi cao vòi vọi, cho dù Hàn Lập có công phu võ công tuyệt thế khinh công của thế tục, cũng không dám xem thường mà trèo lên. Cho nên ngự khí phi hành trực tiếp bay qua, càng không cần phải nói tuyệt đối là hành vi tự sát, rõ ràng là làm bia cho người khác tập kích. Không đến lúc tất yếu, đệ tử các phái ai cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa với kinh nghiệm của các vị tiền bối đã trải qua, cũng nói cho bọn họ biết điểm này, ngự khí phi hành là hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong cấm địa, nếu không chỉ có kết cục bỏ xác. Hàn Lập khi tiến vào nơi đây, do dự một hồi, nhưng cũng không dám dùng con đường ngắn nhất mà bay qua, cho nên đành phải thành thật đi theo con đường nhỏ này, chậm rãi mà đi. Đương nhiên, đã bia nơi này hung hiểm, Hàn Lập đã 12 phần cẩn thận, dọc theo đường đi, thời khắc nào thần kinh cũng tập trung căng thẳng. Nhưng hắn vừa mới bước tới chỗ giao nhau của con đường, còn chưa kịp thở ra, không có chút dấu hiệu nào, đã bị hai người này ngăn chặn đường lui trước sau. Hàn Lập thấy biểu tình hung ác của gã dâu quai nón, đã biết có nói gì thì cũng vô dụng. Trước hết tung một cái phòng ngự thủy cháo trên người, tiếp theo phóng ra phi thiên thuẫn, trong tay cầm sẵn pháp khí kim phù tử mẫu nhận cùng một tấm phù lục thổ lao thuật sơ cấp bậc cao. Tên dâu quai nón cùng người phía sau, lạnh nhạt nhìn nhất cử nhất động của Hàn Lập, không có chút ý muốn ngăn cản cùng tấn công, xem ra hai người đều tràn đầy tin tưởng 10 phần nắm chắc có thể thu thập Hàn Lập, lúc này mới có vẻ thong dong như thế cái này cũng khó trách, người phía sau trong bộ dáng cũng là tới đỉnh điểm của tầng 12, càng không nói tới tên dâu quai nón công pháp phải đến tầng 13. Bọn họ đối mặt với Hàn Lập chỉ tới tầng 11, tự nhiên thấy 10 phần thì hết chín là đã ổn, chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Lập thấy vậy, khẽ liếm liếm môi, thầm cười lạnh. Đối phương một khi đã như vậy, hắn tự nhiên phải lợi dụng điểm này. Vì thế, trong khi bất động thanh sắc, Hàn Lập hơi di động thân hình, đưa bản thân với hai người thành thế hai góc, đỡ phải hai đầu thụ địch. Quả nhiên hai người này cũng không có thừa dịp cơ hội này công tới. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, đây là lần gặp kinh địch mạnh nhất, Hàn Lập cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Tuy bị ép buộc phải đánh với người khác, nhưng cũng không đại biểu cho việc đối với bản thân cũng không có chút tin tưởng. Hàn Lập tự biết tuy pháp lực thua xa, đánh lâu sẽ bất lợi, nhưng pháp khí cùng phù bảo trên người cũng đủ để bù lại tất cả tranh lệch này. Hơn nữa nếu thật sự không được, hắn đem thiên lôi tử xuất ra. Tiêu diệt một người trong đó cũng không phải là chuyện khó khăn. Chính là hắn có nỡ lấy ra dùng hay không, đó lại là chuyện khác. Chẳng qua, Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc, vì sao tên dâu quai nón cùng với người của Thiên Khuyết bảo không có chém giết lẫn nhau, ngược lại liên thủ, cái này đối với sư huynh đệ cùng môn phái mà nói, cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai người này, rõ ràng không phải là người cùng một môn phái. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, bên ngoài cấm địa, dám chọc tức ta còn liếc mắt với con tiện nhân kia hiện tại phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi ra mà bồi tội tên dâu quai nón như hung thần ác sát nói sau đó người này quay đầu lại nói với người của thiên khuyết bảo nghiêm huynh đệ tiểu tử này cùng ta có thủ oán cứ giao cho mình ta đối phó là được rồi ta muốn đích thân chiêu đãi người này phải cho hắn biết tu tiên giới không phải hỗn sược như vậy muốn không đắc tội với người khác trước tiên ánh mắt phải lịch sự rồi hãy nói người của thiên khuyết bảo nghe xong nhún vai không thèm để ý nói. Tùy ngươi thôi, ta ở một bên hỗ trợ là được rồi. Chẳng qua, cũng đừng giống như lần trước vậy, lật thuyền trong cống rãnh. Nếu không, lại thiếu ta một lần ân tình cứu mạng. Ha ha, lần đó tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Hiện tại đối phó với tên lính mới này, ta xuất ra một nửa thực lực đã là quá dư thừa rồi. Tên dâu quai nón đầu tiên là đỏ mặt lên, nhưng sau đó bĩu môi khinh miệt nói. Khổ, người cứ tự lo thân đi, ta cũng không hy vọng có một ngày vì thế mà nghe tin xấu của ngươi. Dù sao cũng là bằng hữu rượu thịt nhiều năm, tìm được một người hợp tính cũng không dễ. Người của thiên khuyết bảo, lắc lắc đầu, tựa hồ đối với sự tự đại của tên dâu quai nón, cảm thấy đau đầu. Chẳng qua, hắn cũng không cho rằng đối thủ trước mắt có thể tạo thành uy hiếp gì đối với lão hữu của mình. Sau khi nói xong, hắn ở một bên nhìn chăm chú. Hàn lập ở một bên, nghe rõ ràng lời đối thoại của hai người. Từ trong đó cũng rút ra một số điều làm rõ ràng sự nghi hoặc trong lòng. Hai người này thì ra vốn là bằng hữu, quan hệ trông ra cũng không tệ. Hai người này khẳng định là liên thủ đối địch khá ăn ý, so với người bình thường Lâm Thời Liên thủ thì khó ứng phó hơn nhiều. Nghe khẩu khí của đối phương, tựa hồ phối hợp cũng không phải chỉ mới một lần. Hàn Lập không khỏi rất là buồn bực, xem ra chỉ có xuất thủ đoạn lôi đình, trước tiên giải quyết một tên, tên còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua, cái này cũng thật là tà môn vốn đệ tử các phái tùy cơ mà truyền tống đi, lại còn có thể để cho bọn họ tới cùng một chỗ. Thật sự là không có thiên lý, Hàn Lập hận hận thầm nghĩ, đối với hai người này có vận khí như thế, rất là hoài nghi cùng với bất bình. Hàn Lập không biết, trong lòng của người thuộc thiên khuyết bảo kia, cũng đang dương dương tự đắc về việc này. Người này, thấy gã dâu quay nón, đi về phía Hàn Lập, liền không khỏi tự suy nghĩ lầm bẩm nghĩ tới cùng bạn tốt có thể tụ tập lại cùng một chỗ công thần lớn nhất chính là Dung Linh Phù. Dung linh phù bậc cao này thật sự hữu dụng, chỉ cần một khắc trước khi vào cấm địa, hai người đồng thời sử dụng phù lục này, liền có thể đem linh khí hai người tạm thời liên kết với nhau, được cấm chế chuyển tới cùng một chỗ. Tuy nhiên nghe người ta nói, khả năng thành công cũng chỉ là 5 năm, hơn nữa giá tiền rất lớn, vượt xa các phù lục sơ cấp bậc cao khác. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã thành công, có thể mai phục tại nơi đây, liên thủ xử lý đệ tử các phái khác, có thể nói là đại thu hoạch. Nói lại, hắn ta cũng không phải là ngốc. Bỏ ra số tiền lớn mạo hiểm đến cấm địa này, cũng không phải vì linh dược kia mà đa số mọi người như hổ rình mồi, chỉ là vì có thể quang minh chính đại giết người đoạt bảo, kiếm tiền mà thôi, lại không hề có hậu hoạn gì. Tin tưởng rằng chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, chỉ cần không động đến các cao thủ, nói vậy có thể dễ dàng hoàn thành mục đích này. Tiếp theo là tìm một chỗ mà trốn vào, đợi cho đến khi hết thời gian, liền có thể an toàn đi ra ngoài. Cái này thật sự là kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ cũng chỉ có bản thân mới có thể tưởng tượng ra thôi. Người của thiên khuyết bảo tưởng tượng tới tiền đồ tốt đẹp sau khi rời khỏi đây, không khỏi cảm thấy lâng lâng, tâm thần tự nhiên không để ý tới đại chiến sắp phát sinh. Lúc này, gã dâu quai nón hạ cái túi màu xanh xuống, nhen anh cười hướng về phía hàn lập mà đi tới, tựa hồ muốn ra tay. Chẳng qua, không biết là do vị bạn tốt kia nhắc nhở có tác dụng, hắn nửa đường lại sử dụng phù lục, làm cho quanh mình khởi lên một màn hào quang màu xanh biếc, gia tăng phòng hộ. Gặp tình cảnh này, hàn lập hơi cao mày có chút đau đầu hắn vốn đối với thủ đoạn của linh thú sơn có chút kiêng kỵ chuẩn bị lợi dụng người này sơ sẩy trước tiên xử lý người này nhưng hiện tại đối phương đã xuất ra phòng hộ pháp thuật cái này không thể trong nhất thời có thể hoàn thành được đương nhiên nếu xuất ra thiên lôi tử người này có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng nhưng cái này cũng chỉ có một lần là tiêu hao hết không đến nước sống chết trước mắt thời điểm mấu chốt hàn lập cũng không định dùng đến một khi người này đã không được Hàn Lập tự nhiên đem chủ ý chuyển sang trên người đệ tử của Thiên Khuyết Bảo. Thấy người nọ đang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bộ dáng đang suy tư cái gì đó, một chút cũng không lưu ý đến tất cả tình tiết đang phát sinh, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, biết cơ hội đã tới. Tiếp theo, cũng không suy nghĩ nữa mà đem thổ lao thuật phù lục cầm trong tay, đột nhiên hướng về phía gã dâu quay nón. Kết quả, phù lục ở giữa không trung biến thành một đạo hoàng quang, bắn tới trên người đối phương, bao quanh lớp phòng ngự trên người gã dâu quai nón, hình thành một lớp vỏ lớn hơn màu vàng, bao chặt lại ở trong, không thể đi tới chút nào nữa. chương 184, Kim Quang chuyên trị uy. Tên dâu quai nón thấy phù lục của Hàn Lập tới, cũng không có gì lo lắng, trên người hắn là vòng bảo hộ một thuộc tính, lực phòng hộ kinh người, công kích bình thường căn bản là không để vào mắt. Hơn nữa bằng với một tay lính mới 11 tầng công pháp như đối phương, hắn cũng không tin trên người lại có phù lục uy lực lớn gì, nhiều lắm thì cũng chỉ là sơ cấp bậc chung Bởi vậy vẫn không thèm để ý tiếp tục tiến tới Mở rộng cái túi ra Tựa hồ muốn phóng cái gì ra ngoài Mà khi hắn ngoại ý muốn bị màn hào quang màu vàng vây khốn tại chỗ Sau khi nhận ra là thổ lao thuật Vẻ mặt tên dâu quai nón mới khẽ biến Cảm thấy sự tình có chút không ổn Lúc này, trong túi của hắn Xuất ra một con rắn màu xanh biết có một đôi cánh thịt màu tím Cặp rắn này vừa hiện Liền lập tức hoa hoa kêu lên vài tiếng quái dị mạnh bạo không ngừng công phá màn hào quang màu vàng, làm cho màn hào quang bị công kích làm cho không ngừng run rẩy, khí lực phản phất cũng không nhỏ. Tên dâu quai nón thấy vậy, trong lòng vui mừng, lại lấy ra một cái túi nữa, tiếp tục thả ra một con linh thú nữa, hợp lực đánh nát thổ lao. Hắn tin tưởng rằng không cần tốn nhiều thời gian, hắn liền có thể thoát ra. Đến lúc đó, nhất định đem xương sườn của đối phương mà moi ra, mới tiết được mối hận trong lòng. Hàn lập căn bản không để ý đến địch nhân bị vây khốn, mà thân hình chợt lẽ, nhằm về phía người của thiên khuyết bảo. Thân pháp cực nhanh, dọc theo đường đi hắn như ẩn như hiện, thậm chí còn xuất ra ảo ảnh nối nhau, có vẻ cực kỳ quỷ mị. Đồng thời, tay của hắn vỗ nhẹ xuống túi chữ vật ở bên hông, kim phù tử mẫu nhận đột nhiên đổi thành pháp khí khác không lớn bằng, được nắm chặt trong tay của hắn. Lúc này, người của thiên khuyết bảo rốt cục từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liếc mắt thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lui về phía sau, lập tức lật bàn tay ra, một đạo phù chỉ liền xuất hiện trên tay của hắn. Lúc này, Hàn Lập còn cách hắn ít nhất 8-9 triệu nữa, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không lo lắng mấy, bởi vì vẫn còn đủ thời gian thi triển phù lục. Nhưng còn không chờ hắn dùng linh lực kích phát phù lục, đã kinh ngạc thấy, Hàn Lập đang xông tới, đột nhiên nhìn về phía hắn mà cười một cách thần bí, tiếp theo một tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, động tác giống như người thường ở nhân gian chào hỏi lẫn nhau. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy trên cổ hơi ngứa tựa hồ có con mũi cắn một cái người của thiên khuyết bảo dùng mình còn chưa kịp hiểu được dụng ý của đối phương liền cảm thấy thiên toàn địa chuyển tiếp theo hai mắt tối sầm không còn biết gì nữa nghiêm huynh đệ tên dâu quai nón linh thú sơn đứng ở bên kia hai mắt trợn lên tất cả đều thấy rõ ràng không khỏi thất thanh kêu lên hắn chính mắt nhìn thấy hàn lập vào tới còn cách bạn tốt của hắn vài trượt thì tay nhẹ nhàng vung lên thì người bạn lâu năm của hắn đã mất đầu đầu người rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, người chia làm hai. Thân mình không đầu lại tiếp tục lui lại mấy bước, rồi mới ngã xuống đất, một luồng máu bắn vọt lên cao mấy thước. Tên dâu quay nón, cảm thấy tay chân lạnh lẻo, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Thủ đoạn đối phương giết chết bạn tốt của hắn, rất yêu dị. Thế nào mà lại cách không giết chết, hắn có thể thấy rất rõ ràng, đối phương thật sự một chút pháp thuật cũng vô dụng. Tiểu tử, chờ ta ra ngoài, ta phải đem ngươi thiên đao vạn quả, Tuy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tràn ngập cảm giác thương tiếc cho bạn, tên dâu quai nón cấp cho mình thêm can đảm, giả ra hình dáng hung thần ác sát, cố gắng hù dọa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm quyết định, chỉ cần thoát khỏi thổ lao thuật, liền lập tức chạy thật xa, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu tử trước mắt rất tà môn, chẳng những có thổ lao thuật phù lục bậc cao, còn có thể giết người vô hình, thật sự không dễ đối phó. Vì bạn tốt báo thù tất nhiên là trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của bản thân tựa hồ càng quan trọng hơn tên dâu quai nón nhìn như hung ác nhưng lại nhát gan như chuột nhát khi yếu sợ mạnh cái này thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên hàn lập đương nhiên không biết được ý nghĩ của đối phương hắn chỉ thấy được đối phương lại thả ra một con dã thú giống như là xuyên sơn giáp cùng con rắn kia tấn công màn hào quang màu vàng mà bản thân hắn cũng xuất ra một đôi pháp khí thiết bổng hỗ trợ hai con quái thú đang phá màn hào quang làm cho màn hào quang lóe lên lúc sáng lúc tối không ngừng Xem ra thổ lao thuật cũng không duy trì được bao lâu nữa. Ý thức được điều này, Hàn Lập lúc này lấy ra phù bảo Kim Quang chuyên đưa đến trước mắt, dùng hai mắt nhìn thẳng vào, ngưng thần khu động. Cách dùng khác với pháp khí bình thường, Hàn Lập thật sự lo lắng. Đối phương dù sao cũng là cao thủ tầng 13, nếu một đòn không thể đánh chết, chờ hắn thoát khốn thì sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ trận chiến vất vả với Lục Sư huynh, Lục Sư huynh lúc ấy cũng chỉ tới tầng 12. Tuy nói hắn hiện tại xuất kỳ bất ý dùng ti tuyến trong suốt xử lý một người cũng là tầng 12, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc gã dâu quai nón đã có phòng bị, cũng sẽ dễ dàng để cho hắn đắc thủ như thế. Dưới thổ lao thuật gã dâu quai nón thấy Hàn Lập có hành động kỳ quái với phù bảo trong tay, trong lòng rất khẩn trương, một đôi thiết bổng màu đen vung đập càng thêm gấp. Nhưng màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật thật sự lợi hại. Cho dù biến hình thành ảm đạm cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường bảo trì hoàn chỉnh. Làm cho tên dâu quai nón cơ hồ tức muốn hộc máu. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ linh khí kinh người, theo phía hàn lập mà phóng lên cao, không khỏi động tác chậm lại, dừng tay nhìn lại. Chỉ thấy, trên tay hàn lập kim quang đại phóng, một vật thể hình chữ nhật kim quang sáng rực chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung Mà linh khí tận trời chính là từ trên vật này truyền đến. Phù bảo, tên dâu quay nón, sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên. Hắn lại nhìn ra được lai lịch của kim quang chuyên này nhưng hắn không biết, Hàn Lập lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì vật thể đang lơ lửng kia, đang liều mạng hút lấy pháp lực trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng, liên miên không dứt, căn bản là không thể dừng lại, không hề vì Hàn Lập muốn thở không nổi mà bỏ qua. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, một bên than khổ, một bên mắng vạn bảo các đã bán vật này cho hắn, phù bảo này là cái gì, rõ ràng là quỷ hút máu chết người. Chẳng qua, khi đã hấp thụ ba phần pháp lực của hắn, phù bảo rốt cục đình chỉ hành động điên cuồng đó, trở nên bình tĩnh lại, quyền khống chế lại về tay Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập một chút cũng không do dự, lấy tay vung ra, kim quang chuyên phù bảo lập tức bắn nhanh ra, thẳng hướng đến tên dâu quai nón còn khốn trong thổ lao thuật, lúc này sắc mặt vàng như nghệ, hồn vía lên mây. Kim chuyên đón gió mà lớn lên, trong chớp mắt biến lớn như một gian phòng, mặt trên linh khí vần quanh, kim quang bắn ra bốn phía, thanh thế thật là kinh người. Khi đến trên đỉnh đầu của tên dâu quai nón, Kim chuyên đã giống như một ngọn núi nhỏ, không khách khí mà vỗ thẳng xuống. Âm, um, a, à, một tiếng nổ cùng tiếng hét thảm thiết của tên dâu quai nón vang lên, sau đó đất cũng kịch liệt chấn động. Hàn lập vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt còn có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cứ như vậy đã tiêu diệt được tên tầng 13 kia rồi sao, Hàn lập có chút khó có thể tin được. Hắn đem phù bảo thu lại, kim quang chuyên kia lập tức khôi phục nguyên hình, bay về trong tay Hàn lập, mà chỗ kim chuyên nện xuống một cái hố siêu to sâu cả trượng rộng vài chục trượng xuất hiện. Mà tên dâu quai nón cùng linh thú của hắn sớm đã thành đám bùn, không còn phân biệt được đâu là đâu. Đối mặt với Kim Chuyên, bất luận là màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật, hay là màn phòng hộ của tên dâu quai nón, cũng không thể tồn tại được, không thể cản trở một chút nào, đều bị đập nát. Đây là sự thật, Hàn Lập có chút mờ mịt, giống như một quyền đánh ra, lại như đánh vào hư không. Rốt cuộc là tên dâu quai nón này quá tệ, hay là kim quang chuyên này huy lực quá lớn, Hàn lập nhất thời không thể phán đoán ra, chẳng qua làm ra tiếng động lớn như vậy, nơi này không nên ở lâu, đó mới là thực tế. Hàn lập sau khi mơ hồ một chút, liền thanh tỉnh lại, hắn đem hai thi thể kia hủy đi, rồi mang theo mớ túi chữ vật có được ngoài ý muốn, rời khỏi nơi đây, rời khỏi nhất tuyến thiên này. Sau khi đi một hồi, tới một khu rừng rậm, đây cũng là nơi phục kích giết người rất tốt, Hàn lập trước khi tiến vào quyết định tìm một chỗ trước tiên nghỉ tạm một chút, khôi phục lại hạ pháp lực đã tổn thất. Nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, chương 185, cường giả. Khi Hàn Lập ở ngoài rìa khu rừng rậm, tìm được rồi một cây đại thụ rậm rạp, bắt đầu khôi phục nguyên khí, thì cả cấm địa đã bắt đầu tới đợt cao trào giết chóc đầu tiên trong lần huyết sắc thi luyện này. Các vai diễn lợi hại đều đã lộ ra, bắt đầu đối với bộ phận nhỏ yếu hơn tiến hành đại thanh tẩy, càng gần tới khu vực trung tâm, giết chóc càng xảy ra thường xuyên hơn và đẫm máu hơn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có cao thủ thực lực tương đương đụng nhau, cũng sẽ phi thường ăn ý không đụng độ nhau, mà tìm người khác mà giết, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bọn họ đụng nhau. Lại nói tiếp, đệ tử các phái trong cấm địa có thể chia làm ba loại người. Một loại thực lực cực thấp, công pháp chỉ mới có tầng 11 thậm chí tầng 10. Bọn họ tiến vào cấm địa nguyên nhân không giống nhau, hoặc là có nỗi khổ bất đắc dĩ, bị buộc mà đến đây, hoặc là có hy vọng tìm kiếm sự may mắn, đục nước béo cò nhưng mặc kệ mục đích của bọn họ là gì cũng đều là thuộc tầng dưới chót của huyết sắc thí luyện chỉ có thể nhận lấy vai diễn bị người khác giết chóc thường thường sau một ngày tại cấm địa trừ khi là những người thông minh nhất có thủ đoạn đặc thù tự bảo vệ loại người thực lực quá yếu sẽ bị người khác thanh trừ rất nhiều đương nhiên loại giống như hàn lập có thể dựa vào dị bảo trực tiếp va chạm với các vai diễn khác có thể xem như là ngoại lệ loại người thứ hai là giống như tên dâu quay nón vừa rồi pháp lực không kém nhưng lại tự biết mình thực lực còn kém xa các cao thủ khác, tự biết vô vọng tìm được linh vật. bọn họ không muốn liều mạng với các cao thủ hàng đầu tại cấm địa, cũng không muốn tìm linh dược gì, lại đem sự chú ý tới những người khác vừa sức, ý đồ nhân cơ hội giết người đoạt bảo, tranh thủ đại phát tài. Những người này tại huyết sắc khí luyện có thể sống được hai ngày, nhưng tới ngày thứ ba sẽ tự động biến mất khỏi khu vực trung tâm, không hề hiện thân. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ngày thứ ba là ngày mà các cao thủ điên cuồng quyết đấu, lúc này mà nói đám người có thực lực bậc trung như họ mà gặp phải, tuyệt đối là tử lộ. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người tự nhiên thức rõ được thực lực của bản thân, không có đâm đầu vào cơn lốc xoáy tranh đoạt linh dược, mà rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Chẳng qua đại bộ phận những người này, thì đã sớm tìm chỗ trốn đi, thường thường lại là loại người tại huyết sắc thí luyện còn sống nhiều nhất. Mà loại người thực lực cường đại, lại đều chết thảm, cái này không thể không nói là sự trào phúng. Loại người cuối cùng là ít nhất bọn họ là đỉnh cao nhất của kim tự tháp là đệ tử tinh nhuệ nhất của các phái tiến vào cấm địa là những người được thượng tầng của các phái ký thác sự hy vọng cho nên các đồng môn khác cũng chỉ để làm vật hy sinh mà thôi bộ phận tinh nhuệ này pháp lực thâm hậu còn có pháp khí đỉnh cao có uy lực kinh người mục đích của bọn họ chỉ có một chính là đánh chết người của các phái khác cướp lấy càng nhiều linh dược càng tốt mà lần đầu giết chóc đại quy mô này bắt đầu chính là bọn họ ăn ý không hẹn mà cùng tiến hành rõ ràng chính là muốn loại bỏ đi hết các vai diễn chỉ muốn đục nước béo cò, miễn cho bị những người này làm vướng bận tay chân, đỡ bớt rắc rối. Hơn nữa, bọn họ thật sự đối với những người đã tiến vào khu trung tâm, thực cũng không vội kinh hoàng. Dù sao tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn mang theo linh dược đi ra, thì lại là chuyện khác. Giết chóc thì cứ tiến hành, nhưng bởi vì Hàn Lập còn cách khu trung tâm một đoạn, đang tiến hành khôi phục pháp lực. Nhưng các kẻ yếu khác, lại không có sự may mắn như Hàn Lập, có rất nhiều người bị cuốn vào vòng giết chóc, đang khổ sở muốn tránh ra, cố gắng bảo trì cái mạng nhỏ. Mà Tiêu Nhị của Hóa Đao Ổ là một trong số đó. Tiêu Nhị hôm nay, sắc mặt tái nhợt, đang sợ hãi nhìn người đối diện, là một vị đại hán chân trần lưng mang một thanh cự kiếm màu bạc. Chính là người này, trước mặt Tiêu Nhị, đã liên tiếp đánh chết hai người đồng môn Hóa Đao Ổ khác, dưới cự kiếm màu bạc của đại hán, bất luận là thượng phẩm pháp khí cùng vòng bảo hộ phòng ngự gì, tựa hồ đều không chịu nổi một kích, giống như là cắt một tờ giấy mỏng cuối cùng, thậm chí ngay cả người cũng bị chém thành hai nửa. Chẳng qua, cũng bởi vì có các đồng môn khác ngăn bước, thấy tình thế không ổn tiêu nhị mới có thể nhân cơ hội chạy trốn, một đường chạy trốn lạc đến đây. Nhưng đáng tiếc chính là, đại hán tựa hồ không có ý muốn buông tha hắn, đã đuổi theo hắn mấy canh giờ, rốt cục đã dồn hắn vào nơi này. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nếu tự sát đi, ta có thể để cho ngươi toàn thây. Đại hán ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu tình nói. Ngươi, ngươi chết đi tiêu nhị tự biết mạng đã khó giữ rồi, trong tuyệt vọng, bạo phát ra sự liều mạng, trên người có hai kiện thượng phẩm pháp khí, tất cả đều xuất ra ngoài. Ngu xuẩn, đại hán lạnh lùng nói, tiếp theo cửa kiếm màu bạc trên lưng phóng lên trời, không tốn chút sức đem hai kiện pháp khí đánh nát ra, sau đó thuận thế đem tiêu nhị chảm thành hai đoạn. Sau khi làm tất cả những chuyện này, đại hán cũng không thèm nhìn tới thi thể của tiêu nhị mà lập tức quay đầu bước đi, một chút cũng không có ý động tới túi chữ vật của đối phương. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cửa kiếm màu bạc này thì một món pháp khí cũng không cần. Các pháp khí bảo vật khác ngược lại chỉ làm cho hắn phân tâm, đối với việc tu hành của hắn rất bất lợi. Cùng lúc đó, bên cạnh một dòng suối nhỏ khu vực phủ cận trung tâm, một nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, đầy mồ hôi chỉ huy kiện pháp khí như mảnh lụa, đang khổ sở ngăn cản hai kiện phi đao hồng quang lập lòe, mắt thấy không lâu sau là đã không thể chống đỡ được nữa. Vị sư huynh hóa đạo ổ này, không thể buông tha tiểu muội một lần sao chứ? tiểu muội nguyện ý lấy thân hầu hạ sư huynh một đêm. Người nữ này tại thời điểm sống chết trước mắt, rốt cục bất chấp tu sĩ, xuất vốn liếng lớn nhất của nữ nhân, dẫn dụ đối phương. Nhưng có thành công hay không? Sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của đối phương, nữ tử trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Được, người đem pháp khí thu hồi lại, ta đáp ứng ngươi. Người nói chuyện là một nam tử áo xanh cỡ 18-19 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, bộ dáng là mỹ nam tử. Sau khi nói nói thế, người này liền đem hai thanh phi đao rừng ở giữa không trung trên mặt mỉm cười nhìn nữ tử. Nữ tử yểm nguyệt tông mừng rỡ, gấp rút nước mắt đưa tình với nam tử, sau khi hơi chút do dự, liền chậm rãi thu pháp khí về trong tay, sau đó bộ ngực sữa vươn cao, như muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc cũng không đợi đôi môi anh đào mở ra nói cái gì, Mỹ nam tử trên mặt đột nhiên lộ vẻ sát khí, ngón tay đột nhiên chỉ tới, hai thanh phi đao màu đỏ lập tức nhanh như sấm xét lần lượt bắn xuống, Nữ tử không kịp la một tiếng đã té nằm ra trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Tiện nhân, bằng cái thứ như ngươi, lại muốn mê hoặc Hàn Thiên nhai ta. Mỹ nam tử mặt mang vẻ chán ghét, thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Tiếp theo, từ bên hông lấy ra một cái khăn tay, lau đi cho bụi ở trên mặt, động tác phi thường âm nhu dịu dàng, giống như là một quý bà vậy. Nhanh đi thôi, nói không chừng trên đường còn có thể gặp nhiều người có thể giải buồn được. Sau khi lầm bầm lầu bầu nói, nam tử tiện tay quăng cái khăn tay lên trên mặt cầu nữ tử, xoay hông rời khỏi đây. Trong núi rừng, một thi thể đệ tử linh thú sơn nằm trên mặt đất, ở bên cạnh có một trung niên đang đứng, hắn đang lắc đầu ảo não nhìn lên bầu trời thì thầm tự nói cái gì đó, phía sau có vài con quái thú cực kỳ hung ác đang nằm trên mặt đất, không còn hơi thở. Trên núi hoang, một người áo lục bộ mặt xấu xí, đang điên cuồng khu xử một bầy ong lớn, vây công mấy người ăn mặc đạo trang. Cứ như vậy, trong cấm địa chuyện kẻ mạnh giết kẻ yếu, Xảy ra ở khắp nơi, Hàn Lập tuy không có gặp những chuyện này, cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi đang lưu động trong không trung. Nhưng Hàn Lập bất chấp mấy cái này, hắn hiện đang chuyên tâm khôi phục pháp lực, sợ sẽ có kình địch phát hiện ra hắn vào lúc pháp lực đang tổn hao như thế này. Giờ phút này, trong cấm địa một đêm đã trôi qua. Làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc chính là, đêm tối y trong này cũng không hoàn toàn là tối đen, mà cả bầu trời minh mông thủy chung vẫn có ánh sáng lờ mờ, làm cho người ta thấy có chút không thoải mái. Đang lúc Hàn Lập trong lòng mừng thầm vì pháp lực đã khôi phục, đột nhiên có tiếng bước chân rồn dập cùng với tiếng hơi thở trầm trọng, từ xa xa đi lại, tựa hồ có người đang nhằm hướng cây đại thụ Hàn Lập đang ngồi mà chạy đến. chương 186, xuất thủ, Hàn Lập khóe miệng nhích động một chút, trong lòng không khỏi mắng to, nhưng hai mắt đang nhắm chặt bất đắc dĩ phải mở ra. Pháp lực tuy nhiên còn kém một chút mới có thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng hiện tại có người đang đến đây, hắn cũng không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi ở đó, đặc biệt là không biết tình huống của người đang tới như thế nào. Vị sư huynh nào đang ở trong này, mau cứu tiểu muội một nữ tử áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây, vừa té vừa chạy đến dưới tảng cây chỗ hàn lập, vẻ mặt kinh hoàng vẫy tay hướng lên trên cây lớn tiếng hô cứu, tựa hồ nhận định trên đó nhất định có cứu tinh của mình. Mà cách sau nàng ta không xa, một bóng người màu trắng đang chậm rãi ung dung đi tới, cùng với vẻ kinh hãi của nữ tử hoàn toàn tương phản, tựa hồ phi thường thong thả. Thấy tất cả những điều này, Hàn Lập bĩu môi xem thường, đối với hành vi của vị nữ đồng môn chiêu tai dẫn họa này rất là bất mãn, việc đối phương có thể tìm được nơi mình ẩn thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước khi đệ tử Hoàng Phong Cốc xuất phát, thì trưởng môn trung linh đạo thi triển một loại khiên dẫn thuật, có thể làm cho các đệ tử trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đồng môn, đương nhiên đây có hạn chế thời gian nhất định, chỉ có hiệu lực trong phạm vi 10 ngày. Mục đích chính là để cho đệ tử đồng môn có thể giúp đỡ cho nhau, nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng. Nghe nói, các đệ tử các phái cũng đều được hỗ trợ các loại pháp thuật tương tự. Hàn lập dưới sự bất đắc dĩ, cũng giống như nữ tử này. Hắn cũng nhận thức được, đó là nữ đồng môn đã ở cùng một chỗ với Trần Sư muội trừ dáng người tạm được ra, thì tướng mạo thật sự cực kỳ bình thường. Hàn lập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này, thực cũng không có xúc động đến mức lập tức nhảy xuống dưới, mà là khẽ vạch lá cây ra, cẩn thận dò xét bóng người màu trắng đang đi đến. Mặc kệ cứu hay không cứu, hắn cũng muốn trước tiên nhìn xem người tới pháp lực nông sâu đến đâu, hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thân thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình. Nếu bóng trắng pháp lực bình thường, Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí ra tay đánh chết, làm cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu kinh người, Hàn Lập sẽ liệu đường liên thủ với nữ đồng môn mà đánh lại kẻ địch, hoặc là lập tức trốn đi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa tay lấy từ túi chữ vật ra pháp khí kim phù tử mẫu nhận cùng phù lục phòng ngự, rồi đem sợi ti tuyến quấn lên trên ngón tay vô danh. Hắc hắc, chạy cũng thật khó coi, nữ đệ tử của Hoàng Phong Cốc đều vô dụng như vậy sao? Chạy một đoạn đường dài như vậy, lại phải tìm đến một tên xú nam nhân nào mà cầu cứu, trên cây chẳng lẽ là tình lang không thành của ngươi? Bóng trắng dần dần đến gần, lộ ra là một nữ tử áo trắng phiêu nhiên, xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sát khí. Lời này, hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử áo vàng dưới tàng cây, nhưng hai mắt biểu lộ sát khí lại không ngừng hướng lên trên cây, hiển nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói, sự che giấu này không lọt khỏi mắt hàn lập, chính là có vài phần cố kỵ. 12 tầng công pháp, sau khi dễ dàng nhìn ra nóng sâu của đối phương, hàn lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, hắn có chút nghi hoặc, vị nữ đồng môn dưới tàng cây này, cũng là 12 tầng công pháp, sao lại bị đuổi giết thê thảm như vậy chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì, hoặc là có pháp khí lợi hay gì. Hàn Lập đang buồn bực suy nghĩ, nữ tử áo trắng hử lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay áo vung ra, hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến nữ tử áo vàng. Sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản. Nữ tử áo vàng khuôn mặt thất sắc, vội vàng mở miệng kêu. Lời vừa nói ra, hai đạo kim quang đã phóng nhanh ra, nhằm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu thì ra Hàn Lập đã khu động kim phù tử mẫu nhận cầm trong tay, hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó. Nữ tử áo vàng mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới chấn định trở lại. Hàn Lập sở dĩ ra tay, một mặt là nghĩ nữ tử áo trắng không có gì đáng sợ, hắn có thể ứng phó được, về phương diện khác là tìm thêm trợ thủ trên đường đi, để khi đối địch đỡ phải đơn độc. Dù sao một đồng môn 12 tầng công pháp, thế nào thì trong tranh đấu sau này cũng có tác dụng. Cuối cùng đã nguyện ý ra tay ta còn tưởng rằng các hạ sẽ tiếp tục giả câm vờ điếc nữa chứ. Nữ tử áo trắng cười nói, trên mặt không hề giật mình, nhưng đưa tay lên, một ngọn lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ. Oanh đùng đùng một tiếng nổ vang lên, cây đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đã biến thành cho bụi. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào hiện thân, điều này làm cho nữ tử áo trắng ngẩn ra. Đại hỏa cầu phù lục thật là lợi hại, cô nương thật đúng là chịu chơi. Đằng sau gốc cây bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hàn Lập, hắn tựa như cười mà không cười nói mười một tầng nữ tử áo trắng trước thì ngẩn ra sau lập tức lộ ra vẻ khinh miệt mà nữ tử áo vàng vẻ mặt thoải mái lập tức lại chuyển sang kinh hoàng trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong môn không nghĩ tới lại là sư đệ lính mới pháp lực còn không bằng mình vừa rồi nếu thành thành thật thật tránh ở một bên xem náo nhiệt có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần nhưng một khi đã xuất thủ vậy hai người cùng làm đồng mệnh nguyên ương đi Nữ tử áo trắng hai hàng lông mày càng cong lên, dùng khẩu khí âm trầm nói: "Làm cho khuôn mặt vốn còn có chút tú lệ, trở nên dữ tợn hẳn lên." Hàn Lập mỉm cười, không nói được một lời chỉ điều khiển kim nhận ở trên đầu, thân mình vì ý đi về phía nữ tử này. "Đứng lại, ngươi muốn làm gì?" Nữ tử áo trắng khẽ quát, khoát tay vỗ lên trên người xuất ra màn hào quang phòng ngự pháp thuật. Lúc này, Hàn Lập chỉ còn cách khoảng vài chục trượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Vốn lần trước lợi dụng ti tuyến trong suốt, dễ dàng đánh chết đệ tử của thiên khuyết bảo, Hàn Lập đối với loại chiến thuật này cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi ở trên cây, thấy nữ tử áo trắng không có phóng ra phòng ngự pháp thuật, Linh Cơ vừa động hắn tự nhiên nghĩ tới tái hiện lại màn đó. Nhưng đáng tiếc chính là, đối phương thật sự là cẩn thận, sớm ý thức được có chỗ không đúng, đã lấp đi lỗ hổng này. Làm cho Hàn Lập không khỏi ngửa đầu cảm thán, nữ tử thực sự là cẩn thân hơn so với nam tử nhiều. Một khi đã chơi tiểu xảo không được, tự nhiên chỉ có thể cường công. Hàn lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng vô nghĩa. Phòng ngự pháp thuật sau khi được phóng ra, mẫu nhận cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên, từ trong túi chữ vật lại bay ra sáu thanh kim nhận giống nhau như đúc, hung hăng đánh về phía đối phương. Nữ tử áo vàng vừa thấy hàn lập pháp khí tựa hồ bất phàm, tâm tư vốn đã chết đi lại sống lại, lập tức cũng ném ra một lá phù lục, biến thành một đạo hỏa xà thật dài, bắn tới. Nữ tử áo trắng cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra, một cái gương nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên một luồng thanh quang phun ra bao lấy kim nhận cùng hỏa xà đang đánh tới làm cho chúng đứng ở giữa không trung mà quần đảo rốt cuộc không thể hạ xuống giống như là bị người thi pháp cấm chế trụ hàn lập mắt cũng trợn lên đây là pháp khí gì sao lại có thể nghịch thiên như vậy có thể chế ngự pháp khí cùng pháp thuật của người khác như vậy thế này làm sao đánh sư đệ đừng lo lắng Pháp khí này của nàng ta một lần chỉ có thể chế ngự không vùng mà thôi, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chế ngự nửa khắc thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiệu nghiệm. Nữ tử áo vàng nhìn ra sự kinh hãi của Hàn Lập, lập tức nói lời an ủi. Hàn Lập nghe vậy, lúc này mới an tâm trở lại, chẳng qua nữ đồng môn lại nói một câu, lập tức lại làm cho Hàn Lập tâm trạng căng thẳng. Chẳng qua, ác nữ này là hậu nhân của trưởng lão nào đó của Yểm Nguyệt Tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn. Hàn Lập thấy hết chỗ nói, không chỉ là nữ đệ tử 12 tầng công pháp, thảo nào nữ đồng môn này lại bại một cách chật vật như vậy. Thì ra đối phương là người có nhiều bảo vật, sớm biết như vậy thì cũng không đi làm cái trò anh hùng. Hàn Lập cảm thấy hối hận, thấy 89 phần 10 là phải liều mạng rồi. Chương 187, Hoàng Tước Phong Nhạc, người nữ áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả, ngăn trở được kim nhận của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không trần chờ chút nào, lật tay lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung nó lên, dừng ở trên đầu của bản thân. Không hay, thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác, sư đệ mau ngăn cản nàng ta lại, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, cuống quyết nhắc nhở. Hàn lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay, đem một thanh ngân câu từ trong tay tung ra, biến thành một đạo ngân quang, hướng thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ nhếch lên mười ngón chắp lại thành một thủ ấn kỳ quái thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang thủy tinh cầu vừa thu vào pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh tự động xoay chuyển phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn hình thành một khối dịch thể lấy quả cầu làm trung tâm tuy chỉ lớn cỡ một trượng nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thành một mảng màu hồng hàn lập do dự không dám để ngân câu trực tiếp bắn vào dịch thể đó mà là hao túng nó cắm xuống, trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng. Đồng thời hắn lại lấy ra một thượng phẩm pháp khí khác thanh tác, cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như là linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh, nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ, bay xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc lại mà hiện nguyên hình ngân câu. Thấy một màn này, Hàn Lập trong lòng khẩn trương mặc kệ ngân câu mà đem thanh tác đã đuổi tới sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại, tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén. Nữ tử áo trắng tuy pháp bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng luống cuống tay chân, không thể lập tức tránh thoát. Mà lúc này Hàn Lập cũng không trần chờ đem phù bảo kim quang chuyên gia. Tuy đối với việc thanh tác có thể vây khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hy vọng có thể trước khi đối phương phá ra được, thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương vị nữ tử áo vàng kia cũng có vài phần thông minh. Cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu hoặc băng trùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn ngân câu, cùng tấm gương nhỏ kia, hy vọng Hàn Lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khí kia, gia tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là, mấy loại công kích này căn bản giống như là gãi nứa vậy, không có hiệu quả gì. Hừ, chỉ là thượng phẩm pháp khí, có thể vây khốn ta sao chứ? ta lập tức sẽ khiến cho ngươi có biết sự ngu xuẩn của bản thân. Tuy bị nhốt trong vòng vây của thanh tác, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kiêu căng nói. Hàn lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn nâng phù bảo kim quang chuyên lên, chuẩn bị cho việc bị điên cuồng hấp thu pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại từng dậm phía sau nữ tử áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bạo phát bắn ra. Hàn lập dùng mình, còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng hoàng quang, trói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn đến, đem thanh tác của hàn lập phòng bảo hộ của nữ tử ngay cả bản thân nữ tử áo trắng nữ cũng đều bị bắn xuyên qua làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ hàn lập gặp cảnh tượng này cả kinh nhưng lập tức nghĩ tới cái gì thân hình lập tức muốn rút lui nhưng đã muộn một thân ảnh màu lam như lưu tinh cản nguyệt tháng chỉ xẹt qua vài cái đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng nọ chụp lấy túi chữ vật bên hông nàng ta sau đó ha hả cười lộ ra thần tình vui mừng thấy bản thân đã chậm một bước Hàn lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, cũng cố gắng để tỉnh lại tinh thần, mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này. Người vừa đến là một trung niên trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, toàn thân đầy sát khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi dùng mình, đã muốn kính nhi viễn chi, xem ra công pháp đã tới đỉnh điểm của tầng 13, làm cho Hàn lập càng cảm thấy trầm trọng. Phong nhạc, người là cuồng nhân phong nhạc của thiên khuyết bảo. Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng, nữ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tựa như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ. Nỗi sợ hãi vượt xa khi bị nữ tử áo trắng đuổi giết. Hắc hắc, không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia, thành thành thật thật đứng ở nơi đây, sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào, rồi mới xử trí các ngươi. Người áo lam tà dị liếc nhìn nữ tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này, rồi lại cúi đầu xem xét túi chữ vật ở trên tay. Hàn lập sờ sờ mũi, thản nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định tuy không biết người đến là có nguồn gốc thế nào nhưng đối với sự kinh hãi của vị sư tỷ này hắn rất là bất mãn đối với hàn lập mà nói mặc kệ người đến là ai bước chân của mình cũng không thể loạn địch nhân càng mạnh thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh hắn nhìn thấy pháp khí đã thoát khốn liền vung tay đem kim nhận cùng ngân câu trở về kim nhận thì hoàn hảo còn nguyên như mới nhưng bộ dáng của ngân câu lại làm cho hàn lập hoảng sợ vốn pháp khí ngân quang lập lòe đã trở nên đổi màu thủng lỗ chỗ giống như đã bị hỏng, linh khí không còn, không thể sử dụng được nữa. Lúc này Hàn Lập mới biết được, câu hủy diệt pháp khí của nữ tử áo vàng là có ý tứ gì, thủy tinh cầu kia phun ra chất lỏng màu hồng thật là độc địa. Pháp khí mà gặp phải, chỉ sợ đều phải tránh xa ba thước. Hắn sau khi cảm khái, lại bị luồng hoàng quang trói mắt phía trước của người áo lam hấp dẫn. Đây là một thanh tiểu đao hình dạng cổ quái, chuôi đao dài cỡ một thước, lưỡi đao dài cỡ ba bốn tấc, thân thể trong suốt, tỏa ra hoàng quang chói mắt một món đồ kỳ lạ như vậy vừa mới đánh chết nữ tử áo trắng hàn lập dương mắt nhìn chằm chằm vào vật ấy thân sắc dần dần trở nên âm trầm thần tình như mây đen áp đỉnh miệng mím chặt lại nhưng hai chữ phù bảo vẫn không ngừng hiện lên trong lòng từ uy lực của thanh tiểu đao đến hào quang bên ngoài linh khí bạo phát kinh người kia không thể không chứng thực vật này cùng với kim quang chuyên của hắn là giống nhau là một phù bảo có đầy đủ uy năng của một pháp bảo phát hiện này làm cho miệng của hàn lập trở nên chua lét hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì nhưng khẳng định đã là buổi sáng của ngày thứ hai hắn hoài nghi vận khí của bản thân có phải là hôm qua đã quá tốt cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy trước tiên là gặp phải sư tỷ bổn môn mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo vật của yểm nguyệt tông kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng thiếu chút nữa làm cho hắn ứng phó không nổi hiện tại lại gặp cuồng nhân phong nhạc gì đó chẳng những pháp lực vượt xa mình lại cũng có phù bảo bên thân do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn ba phần thế này thì làm sao hắn có khả năng thoát thân hắn cũng không nghĩ vị cuồng nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ mà buông tha cho hai người mình một lần xem ra chỉ có thể liều mạng một trận hàn lập còn đang nghĩ ngợi phong nhạc ở phía đối diện rốt cục đã kiểm tra xong rồi túi chữ vật sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên xem ra thu hoạch cũng không ít hắn nghe răng cười một chút đang muốn hướng về phía hai người hàn lập nói cái gì đó lại liếc mắt trông thấy cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu đang nằm ở trên mặt đất trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lấy tay chuyển tới muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào trên tay nhưng đáng tiếc chính là khi hai kiện pháp khí nọ vừa bay lên một quả hỏa cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới phá vỡ hành động thu lấy pháp khí bức hắn không thể không lui về phía sau mấy bước vung tay lên thả ra mấy quả hỏa cầu tương tự đánh hủy đi điều này làm cho phong nhạc trong lòng giận dữ trên mặt vẻ hung hãn lộ ra Hỏa cầu này đúng là do Hàn Lập phóng ra, sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu, hắn làm sao để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu. Mà nữ tử áo vàng bị hành động của Hàn Lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh. Phong nhạc chậm rãi nhìn về phía Hàn Lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm, giống như là một con run đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà run. Hắn sau một hồi giữ tợn đánh giá Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi muốn chết như thế nào? Muốn ta một đao chém chết, hay là trở thành một cây đuốc thịt từ từ bị nướng chín. Nữ tử áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chủ ý khác. Ta muốn ngươi chết, Hàn Lập mỉm cười trả lời, vẻ cười phi thường tự nhiên, sáng sủa. chương 188, ác danh, gương mặt xấu xí của phong nhạc cực kỳ khó coi, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám chọc ghẹo hắn, trong lòng lửa giận đùng đùng, lên đến cực điểm hắn năm đó tuy trúc cơ không thành nhưng dựa vào vài món pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lan xa phải biết rằng hắn bởi vì kết thù từng đem người tu tiên khác nhốt trong phòng tối liên tiếp tra tấn ba ngày ba đêm tiếng kêu la không ngừng được xem là kẻ giết người hung tàn trong hàng đệ tử bình thường không cần nói đến việc nhìn thấy hắn mà chỉ nghe được danh hiệu của hắn thì sắc mặt đa trắng bệch lập tức chuồn ra xa rồi ác danh như thế các tu sĩ trúc cơ kỳ vốn sớm xem hắn không vừa mắt, tìm cách xử lý. Nhưng hắn cũng rất giảo hoạt, tùy đối với người tu tiên cấp thấp hung ác vô cùng, nhưng vừa thấy người có thực lực vượt trên hắn, lập tức bỏ chạy, trốn trở lại thiên khuyết bảo để tị nạn, mà thiên khuyết bảo bởi vì uy danh của mình, tự nhiên sẽ không đem hắn giao ra. Vì thế những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt, mà để hắn tiêu diêu tự tại. Mà sau khi đã qua cơn đuổi giết, phong nhạc lại nghênh ngang xuất bảo, tiếp tục tàn độc với người tu tiên khác, cứ như thế liên tiếp vài lần các cao nhân này cũng đành phải nhắm mắt mà cho qua việc này dù sao phong nhạc cũng biết nặng nhẹ không ra tay với người có bối cảnh chống lưng không có khả năng thương tổn người thân cận của bọn họ kể từ đó phong nhạc trong thất đại phái càng thêm hung hãn điên cuồng ác danh lan xa cũng khiến cho hắn càng ngày càng không kiêng kỵ dần dần tạo thành duy ngã độc tôn tâm tính điên cuồng có một không hai trừ các đệ tử trong phái thanh danh không dưới hắn căn bản là không xem các tu sĩ cấp thấp khác ra gì mà hiện tại, Hàn Lập chỉ là một tay lính mới 11 tầng, lại dám nói ra lời muốn giết hắn, một kẻ tự đại như Phong Nhạc làm sao mà không giận dữ cho được. Muốn chết, Phong Nhạc hít nhanh một hơi, rốt cuộc không thể để Hàn Lập sống lâu thêm một giây nào nữa, thanh tiểu đao trước người lại tỏa hoàng mang nhắm thẳng vào đầu của Hàn Lập mà bắn tới, định một đao chém bay đầu đối phương. Hắn tự tin. Cái vòng bảo hộ màu lam thuộc tính thủy của đối phương, tuyệt đối là không chịu nổi một kích của phù bảo của mình. Hàn Lập, cũng sẽ không để cho đối phương như ý. Hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuẫn màu đen rời khỏi tay mà biến lớn lên, bay ra ngoài, trong khoảng cách hai chân nực xung quanh, giữ cho hoàng mang ở bên ngoài. Ngọn tiểu đao hoàng mang va chạm với hắc quang của cái thuẫn màu đen này, liền phát ra tiếng ma sát sẹt sẹt, tuy nói hoàng mang lập tức chiếm thế thượng phong, đem hắc quang áp ép lui về phía sau, nhưng tiểu thuẫn cũng không cam lòng yếu thế tỏa ra hắc quang, tiếp tục chống cự. Kể từ đó, hoàng mang nhất thời bị chặn lại, không thể phá thuẫn mà vào. Gặp tình cảnh này, Phong Nhạc vẻ mặt ngoài ý muốn, mà Hàn Lập cũng khẽ thở dài một hơi. Phong Nhạc cũng không dự đoán được Hàn Lập lại có pháp khí phòng ngự cao như vậy, Hàn Lập dễ chung vì phỏng đoán của bản thân chính xác mà yên tâm. Hắn dùng phi thiên thuẫn đối kháng vói phù bảo của đối phương, thật ra cũng mạo hiểm không ít, nếu phù bảo của đối phương uy năng vượt xa với dự tính, thì đầu của hắn sớm đã rơi xuống đất rồi. Ngày ấy khi cùng với lục sư huynh đối kháng, chỉ với một kiện thượng phẩm pháp khí thanh giao kỳ có có thể cùng với phù bảo phi kiếm của hắn rằng có cả nửa ngày, tiểu đao của phong nhạc uy lực cho dù lớn hơn một ít, thì phi thiên thuẫn của mình cũng có thể ngăn cản được một lúc. Sau khi đã cân nhắc, Hàn Lập mới dám mạo hiểm thử một lần. Thấy bản thân tạm thời đã không sao, Hàn Lập lập tức đem phù bảo kim quang chuyên nắm trong tay, chuẩn bị xuất ra, để đánh đối phương. Nhưng hắn còn chưa kịp điều động linh lực trên người, bắt đầu thi pháp khu sử, phong nhạc ở đối diện đột nhiên hét lớn một tiếng tiện nhân, ngươi muốn chạy sao? Tiếp theo, thân hình chợt lóe, người đã xuất hiện tại bìa rừng, ngăn giữ một người lại. Người đang lén tìm cách chạy vào rừng kia, chính là nữ tử áo vàng. Thì ra, nữ tử này thấy bên mình không có phần thắng, hơn nữa phong nhạc hung danh vang xa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, liền thừa dịp Hàn Lập cùng phong nhạc tranh đấu, đanh tính chạy trốn. Hàn Lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng mặc kệ. Một khi đối phương đã không có khả năng trợ giúp, thì đi hay ở cũng không có liên quan. Chẳng qua, đối phương là người đầu tiên liên thủ cũng là người đã phản bội hắn, cho nên hắn sẽ không ngăn trở việc chạy trốn của nàng ta, nhưng cũng sẽ không trợ giúp cho việc này, để cho tự sinh tự diệt. Hàn Lập lạnh lùng không để ý đến việc này, nhưng phong nhạt lửa giận đang thiêu đốt thì làm sao mà chịu. Hắn sớm vì những lời vừa rồi của Hàn Lập mà đã gộp chung cả nữ tử áo vàng này vào, nên khi thấy người này trốn chạy, tự nhiên không thể để như ý cho nên mới phi thân trận đường của nữ tử áo vàng này. Vị sư tỷ này của Hàn Lập vừa thấy như vậy, bị dọa giống như người thường quay đầu bỏ chạy, mọi pháp thuật đều quên sạch. Phong nhạc thấy như vậy, sắc mặt sau khi chuyển vài cái, thân hình vừa chuyển, người đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nữ tử này, hơn nữa không chút do dự vung tay ta, thu hoàng mang về tay, sau đó chọc thẳng vào ngực của nàng ta xuyên thủng ra tận sau lưng, lộ ra một bàn tay đầy máu chảy ròng ròng. Nữ tử áo vàng thân thể đổ gục xuống đất, mắt vẫn mở to nhưng đã không còn thần thái nàng ta trước khi chết có lẽ hối hận với hành động chạy trốn mặc kệ hàn lập nhưng trên đời này quả thật không thể đem sự hối hận ra ăn được sớm biết đối phương không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn mà phong nhạc sau khi đánh chết nữ tử áo vàng sau khi rút tay ra cố ý liếm liếm máu còn đọng trên ngón tay sau đó mới như răng cười nhìn về phía hàn lập chỉ thấy hàn lập ở trong vòng bảo hộ sắc mặt chuyển xanh môi mím chặt tuy nhiên cũng không có lớn tiếng kêu lên nhưng khẳng định là đã bị dọa đến mức hồn phách bay mất rồi. Phong nhạc đắc ý thầm nghĩ, hắn trước kia đối địch có thể dễ dàng thủ thắng, thật ra hơn phân nửa là do ác danh của hắn ban tặng. Những người cùng hắn tranh đấu chỉ cần nghĩ đến hậu quả sống không bằng chết khi rơi vào tay hắn, thì chưa chiến đã có ba phần sợ hãi, tự nhiên chưa đánh đã thấy bại rồi. Hôm nay Phong nhạc gặp hàn lập công pháp tuy không cao, nhưng pháp khí trên người không tệ, liền tính dùng đến bộ dáng dọa nạt đối phương, để cho không thể toàn lực đối địch, làm cho hắn chiếm lấy phần thắng. Hiện tại xem vẻ mặt của Hàn Lập, thủ đoạn vừa rồi tựa hồ có hiệu quả. Phong nhạc trong lòng mừng thầm, bước chân rậm mạnh đi tới trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đích xác khó coi, trong lòng cũng là tư vị nói không được. Chẳng qua, hắn cũng không phải bởi vì thủ đoạn đẫm máu của đối phương mà như thế, mà là vì thân pháp như tia chớp kia cảm thấy đau đầu. Hàn Lập lần trước sử dụng phù bảo kim quang chuyên liền phát hiện, phù bảo này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm, nhưng khi chân chính đối địch thì lại xuất hiện một khuyết điểm rất lớn. Lực phá hoại của nó đích xác là kinh người, trên cơ bản chỉ cần bị nó đánh trúng, người tu tiên cấp thấp tuyệt không có đường sống, cho dù trên người có nhiều pháp khí cùng vòng bảo hộ cũng không thể thay đổi. Nhưng nhược điểm của phù bảo này cũng rất rõ ràng, nó chẳng những phải hấp thụ một lượng lớn pháp thuật của người sử dụng mới có thể thao túng khu xử được, hơn nữa tốc độ cùng sự linh hoạt thật sự làm cho người ta không biết nói gì. Nếu trước tiên có thể đem đối thủ trói lấy hoặc là vây khốn phù bảo này tự nhiên sẽ thể hiện được toàn bộ công hiệu, đem giết người tuyệt đối là lợi khí tốt nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào tự bản thân của kim quang chuyên này mà giết địch, đó là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Trừ phi đối thủ pháp lực bị hao hết, nếu không tùy tiện lúc nào cũng có thể né tránh được sự công kích của phù lục này. Cho nên phù bảo kim quang chuyên này, căn bản không phải là pháp bảo để chiến đấu như phù bảo phi kiếm trước đây, hay là như phù bảo tiểu đao của phong nhạc, mà thuần túy túy là bảo vật theo đuổi uy lực lớn, cũng là một loại giống như là đại ấn của cao thủ kết đan kỳ thiên khuyết bảo. Hàn lập bởi vì không có pháp khí cùng phù lục có khả năng vây khốn, cho nên trước tiên định định dùng số kim nhận bao vây lấy địch nhân, thu hút sự chú ý sau đó lại dùng kim chuyên xuất kỳ bất ý đánh lén. Ý tưởng này tuy không thể khẳng định là thành công, nhưng dù sao cũng là có cơ hội. Nhưng hiện tại sau khi thấy thân pháp của phong nhạc, Hàn lập biết việc này căn bản là vọng tưởng, bằng tốc độ đối phương thể hiện không dưới là yên bộ, Việc đối phương né tránh được phù bảo kim chuyên khi giao đấu là chuyện hết sức dễ dàng. Hàn Lập trong lòng hết sức tức giận, nhưng cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ Phong Nhạc này cũng giống như mình, cũng là người mang võ công của giang hồ. Chương 189, Lôi Diệt. Tuy Hàn Lập đối với thân pháp thần tốc của Phong Nhạc rất lấy làm khó hiểu, trong lòng đầy nghi vấn. Nhưng bây giờ cũng phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân, đành bất đắc dĩ xuất ra phù bảo kim quang chuyên trước, sau đó mới tung kim phù tử mẫu nhận lên một luồng gió bắn ra ngoài biến thành tám đạo kinh quang khí thế hung hãn bắn về phía phong nhạc tận dụng số lượng mà thủ thắng nếu đối phương hoang mang thu hồi tự bảo thì càng tốt còn không ít ra cũng có thể duy trì được cục diện bất bại chẳng qua hàn lập cũng chẳng tin tưởng khả năng đối phương thu hồi pháp bảo một kẻ có thanh danh như vậy hẳn thực lực không chỉ có thế cho nên đợt tấn công này cũng chỉ để thử nghiệm xem sao quả nhiên phong nhạc thấy hàn lập phóng kim nhận tới cũng không chút bối rối hắn hắc hắc cười lạnh mấy tiếng sau đó rút một kiện pháp khí màu vàng ra. Phong nhạc chưa lập tức động thủ, cũng không vội vàng chống đỡ tám đạo kim quang ở trước mặt, xuất ra một vòng hào quang màu xanh bao vây xung quanh người. Kim nhận lao tới quang cầu thì nổ liên tiếp phát ra những thanh âm lập bộp, sau đó bắn ngược trở lại. Cái này chính là kiện pháp khí có khả năng phòng ngự cao nhất, hơn nữa uy lực tuyệt đối vượt qua phi thiên thuẫn của Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đại biến, khuôn mặt phút chốc biến thành thái nhợt, bên kia phong nhạc cười rộ lên ra vẻ đắc ý cũng khó trách hắn từ lúc tìm được hoàn la tán tới nay cũng chưa gặp được tu tiên giả cấp thấp làm bị thương mà hiện tại thấy hàn lập ngạc nhiên như vậy trong lòng cũng hết sức thoải mái với hoàng la tán này phong nhạc còn coi trọng hơn phù bảo tiểu đao kia nhiều dù sao phù bảo cũng chỉ có thể sử dụng được vài lần rồi biến thành hàng phế thải còn hoàng la tán này còn trợ giúp được hắn vô số lần nữa hàn lập thở dài tay bắt quyết ngón tay đưa lên chỉ về phía kim nhận tất cả kim nhận đều quay trở lại nguyên hình Phong nhạc chẳng hiểu Hàn Lập có ý định gì, nhưng tự tin hoàn toàn vào phòng ngự của mình, bắt đầu toàn lực chỉ huy hoàng mang, phát khởi thế công vô cùng sắc bén, sử dụng tiểu đao nhanh như thiểm điện, liên tục vây quanh bốn phía Hàn Lập không ngừng tìm chỗ sơ hở mà công kích. Có điều Phong nhạc không biết chính là, nếu nói về lực phòng ngự thì phi thiên thuật tuyệt đối còn xa mới bằng hoàng la tán, nhưng mà về mặt linh hoạt thì phi thiên thuẫn lại hơn xa các loại pháp khí phòng ngự khác. Kết quả là bất luận phong nhạc sử dụng đao phong thần diệu đến đâu cũng bị thuẫn của Hàn Lập chống đỡ hết lúc này hắn mới hiểu nếu không hủy đi phi thiên thuật thì cơ bản chẳng thể chạm vào người hàn lập. Trên mặt phong nhạc như bị phủ một lớp xương mỏng, đành phải dùng tiểu đao công phá phòng ngự của phi thiên thuẫn. Có điều hắc quang trên bề mặt thuẫn bị công phá nhưng vẫn ngăn cản công kích của hắn một đoạn thời gian. Lúc này hàn lập thật sự không thể thủ thắng, đành cắn răng ra một quyết định rất đau lòng. Hắn đem kim nhận thu vào chữ vật đại, sau đó xuất ra một tiểu hồ lô màu đen dơ lên cao từ trong hồ lô phun ra bảy tám khỏa viên cầu màu đen phiêu hốt bay về phía phong nhạc phong nhạc tự nhiên nhìn thấy hành động của hàn lập lập tức cảm thấy ngạc nhiên là vì cái hồ lô này trông rất tầm thường phàm là người tu tiên kể cả bậc thấp ai cũng biết đến vật đấy hầu như đều dùng qua pháp khí này mặc kệ là viên cầu bên trong hồ lô phóng ra là gì thì pháp khí này đều có tên hỗn nguyên châu uy lực so với các loại pháp khí cao nhất mà nói thì thật sự quá nhỏ miễn cưỡng được bài danh là trung phẩm pháp khí cũng bởi vậy mà Phong Nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn không đợi viên cầu kia bắn vào người, lập tức lấy phù lục băng mâu thuật cầm trong tay, sau đó dơ lên hóa thành một cái mâu bằng băng trong suốt nghênh đón khỏa cầu kia. Phanh một tiếng nổ rền rĩ vang lên, băng mâu liên tiếp chấn bay ba bốn khỏa viên cầu. Mấy quả cầu vỡ nát vang ra tứ phía lập tức bị đóng băng lại ở không trung, cảnh tượng như tiên nữ tán hóa, hình thành một cơn mưa băng nho nhỏ. Nhìn thấy cảnh này Phong Nhạc mới cảm thấy yên lòng, chú ý đến người Hàn Lập. Bởi vì lúc này trong tay Hàn Lập đã xuất hiện một lá cờ màu xanh, trên lá cờ có hình một thanh dao dơ nanh múa vốt trực bay ra. Kinh nghiệm của phong nhạc cực kỳ phong phú, vừa thấy đã biết ngay là loại pháp khí tinh phẩm bậc trung, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Hai tay Hàn Lập huy động lá cờ này, xung quanh lá cờ từ từ tụ tập các linh quang màu xanh lại, thanh thế không nhỏ. Phong nhạc tuy đối với Hoàng La Tán tin tưởng 10 phần, nhưng trời sinh tính giảo hoạn cẩn thận, cho nên khẩn trương nhìn không chớp mắt, sở pháp khí này vượt qua dự liệu phá được phòng ngự của hắn. Còn về mấy khỏa hỗn nguyên châu kia sớm bị hắn chấn bay đi cho nên trong lòng phong nhạc nhận định đối phương chỉ dùng mấy khỏa viên cầu làm mình rối mắt mà thôi, không cần quan tâm đến nữa. Còn nói về uy lực thì hỗn nguyên châu nếu có anh tạc liên tục thì xây chung sẽ không ảnh hưởng mảy may đến phòng ngự của hắn. Chẳng qua phong nhạc thấy hàn lập xuất ra một món pháp khí cao cấp cho nên mới lấy làm kiêng kỵ và buồn bực. Hắn đoán Hàn Lập cũng giống như nữ tử nhiều pháp khí kia đều là hậu bối của cao thủ nào đó, cho nên càng hạ quyết tâm hạ sát Hàn Lập. Hắn sợ rằng đối phương còn sống rời khỏi đây thì hậu quả vô cùng, huống chi đối phương còn chính mắt thấy mình giết người đoạt bảo, đến lúc đó sẽ khiến trưởng bối của nữ tử kia đến tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Ánh mắt phong nhạc bây giờ đang bị thanh giao kỳ hấp dẫn, sát tâm càng tăng lên, mấy khỏa hỗn nguyên châu rốt cuộc bay đến người hắn chạm vào hoàng la tán phát ra mấy tiếng nổ rền rĩ, cuối cùng là bay ngược ra ngoài phong nhạc sau khi nghe thấy thanh âm theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua dựa vào mấy cái hỗn nguyên châu này cũng mơ tưởng đến việc công kích ta đúng là không tự lượng sức mình đừng nói là ồ khỏa này sao lại có màu lam phong nhạc trên môi nụ cười chưa dứt liền phát hiện ra một viên hỗn nguyên châu lúc bị văng ra bỗng nhiên lộ ra một vật giấu trong đó viên cầu này thể thích nhỏ bé còn xa mới bằng hỗn nguyên châu bình thường phong nhạc trong lòng nao nao không kịp nghĩ gì thì viên châu màu lam đó đã đụng vào vòng bảo hộ rồi một luồng sáng trắng một mảng huyến lệ ánh sáng chói lòa mắt đây chính là hình ảnh cuối cùng của phong nhạc đối với thế gian này sau đó tất cả đều biến mất về phía hàn lập đang đứng đối diện trong mắt cũng chỉ nhìn thấy viên châu tử màu xanh chạm vào vòng bảo hộ của phong nhạc rồi lập tức bạo phát ra một luồng ánh sáng trắng vô thanh vô tức bao phủ cả người phong nhạc cuối cùng lặng lẽ biến mất để lại một phong nhạc trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ kinh ngạc tựa hồ chưa xảy ra chuyện gì hàn lập trong lòng trầm xuống đứng một lúc vẫn chưa có hành động gì một làn gió nhẹ thổi quả thân hình phong nhạc theo gió cũng từ từ biến thành cắt bụi mà tại chỗ cũng chỉ còn hai nửa chân đi dày tranh cảnh này quả thật quỷ dị nói không lên lời hàn lập chứng kiến cảnh này chẳng những không sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh ngồi xuống thở ra một hơi dài cuối cùng thì cũng yên tâm trong khi vận dụng đòn sát thủ tối cường thiên lôi tử đồng thời tiến hành làm nhiễu loạn tư tưởng đối phương rốt cuộc cũng làm cho phong nhạc biến mất khỏi thế gian trên mặt hàn lập chẳng hiện ra tia vui mừng nào thậm chí còn tự cười khổ diễu mình. Cái này cũng khó trách, lần này đến cấm địa mới có hai ngày, toàn bộ pháp bảo của hắn đã phải xuất ra hết, ngay cả đòn sát thủ cuối cùng cũng phải dùng đến, thử hỏi làm sao hắn cao hứng đây. Tưởng tượng nếu ba ngày nữa còn gặp vài cường giả cỡ phong nhạc này, tâm trạng Hàn Lập đang thoải mái lại cảm thấy trầm trọng vô cùng. Tuy nhiên lần này không dùng đến thiên lôi tử, hắn khẳng định không tránh khỏi kiếp nạn, phi thiên thuẫn cũng hết khả năng chống đỡ. Hơn nữa giết chết thằng nhãi kia rồi còn thu được pháp bảo của nữ tử kia, hắn tuyệt đối không có hại ngược lại còn chiếm được không ít tiện nghi. Hàn lập trong lòng xoay chuyển, tinh thần rung lên, liền quay về phía đối diện nhìn lại. Nhưng theo ánh mắt của mình miệng hàn lập mở to hồi lâu không nói nên lời. chương 190, ông Hoa, bởi vì tại chỗ đứng lúc đầu của phong nhạc, ngoại trừ cặp chân mang dài ra, trên đất cũng không có cái gì, chiến lợi phẩm túi chữ vật trong trí nhớ của hàn lập lại vô ảnh vô tung hàn lập dùng thế lý ngư đả đỉnh nhảy lên tiếp theo giống như là lửa cháy đến mông vội vàng vọt qua kết quả tại địa phương mà phong nhạc biến mất cúi đầu tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng túi chữ vật chẳng lẽ uy lực của thiên lôi tử lớn như vậy cả người lẫn túi chữ vật đều hóa thành cho bụi hàn lập sau khi liên tiếp đi vòng quanh mấy lần ở địa phương đến mức thuộc như trong lòng bàn tay này rút cuộc nhận được một đáp án làm cho hắn buồn bực hàn lập không cam lòng đem phạm vi tìm tòi mở rộng thêm mấy lần nhưng kết quả vẫn giống như vậy tuy nhiên trên thực tế đem cái gương nhỏ nữ tử kia cùng với thủy tinh cầu nhặt lên hơn nữa bởi vì chủ nhân đã chết phù lục khôi phục lại thành phù bảo hình tiểu đao hàn lập nhìn nhìn ba thứ này lại nghĩ đến chính mình tổn thất thiên lôi tử cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí ngân câu và thanh tác còn túi chữ vật lại bị thiên lôi tử phá hủy hắn ngửa mặt lên trời không nói gì tuy nhiên nói thế nào thì nói trường đại chiến này qua đi hắn rút cuộc được tính là người thắng so với tên phong nhạc kia hóa thành cho bụi thì tốt hơn nhiều không biết chuyến buôn bán này chính mình xem như lời hay lỗ hàn lập chỉ có thể tự diễu nghĩ như vậy nghĩ đến phong nhạc hàn lập theo bản năng liếc mắt mấy thứ của người này còn tồn tại ở thế gian chỉ có nửa cặp chân còn đầy đủ không khỏi lắc lắc đầu sau đó khoát tay thả ra hai hỏa cầu to bằng nắm tay bay thẳng đến chúng một khi đã giết người thì tự nhiên cũng muốn hủy thi diệt tích hoàn toàn để khỏi bị những người khác phát hiện sẽ gặp phiền toái bùng bùng hai tiếng vang lên ngọn lửa lập tức bao phủ cặp chân trong chớp mắt ngoại trừ đôi giày màu đen ra, mọi bộ phận đều hóa thành cho bụi. Hàn lập gật gật đầu vừa lòng, quay đầu tính rời khỏi nơi đây. Giày, không đúng, giày bình thường như thế nào có thể còn tồn tại bình yên không việc gì dưới hỏa đạn thuật. Hàn lập vừa mới nhấc chân đi, lập tức phát hiện sai lầm của chính mình, vội vàng xoay người lại, mặt mang dáng vẻ cổ quái nhìn về phía đôi giày trông như tầm thường kia. Nhìn kỹ như vậy, phát hiện ra một điểm khả nghỉ, đôi giày này chẳng những dưới sự công kích của hỏa đạn thuật không có bị hủy hoại, ngay cả một chút dấu vết đã bị hỏa thiêu qua cũng đều không có lưu lại, hơn nửa còn ẩn ẩn phát ra linh động nhàn nhạt. Pháp khí, Hàn Lập có chút kinh nghi bất định, hắn trần chờ một chút, bước tới vài bước, cúi đầu nhặt lên đôi giày đen này. Nhẹ, mềm nhưng rất dẻo dai, nên không phải là giày vải hay giày tơ tằm, dường như là loại giày ra được làm từ da của một loài động vật nào đó. Hàn Lập sờ mó hồi lâu, đưa ra kết luận, bởi vì ở trên đó Hàn Lập càng cảm ứng được rõ ràng linh khí nhàn nhạt trên đôi giày. Đây đích thật là một kiện pháp khí, ngoài ra phải hơn phân nửa là một loại pháp khí chế từ da yêu thú. Khi nhìn thấy đôi giày da này, Hàn Lập lờ mờ nghĩ tới cái gì đó. Hắn có chút nôn nóng không kịp cởi giày chính mình ra, đã thay đôi giày pháp khí bằng da này vào. Thực sự thoải mái, thực sự mềm mại, giống như không có vật gì vậy. Đây là cảm giác đầu tiên khi Hàn Lập mang vào hắn cẩn thận dò xét xuyên qua đôi giày trên chân trong chốc lát, đến lúc này vẫn không có việc kỳ dị nào phát sinh. Nhăn mày một chút, Hàn Lập nhẹ nhàng bước một bước nhỏ. Xịch một cái, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên trượt lẽ, cả người liền nhẹ nhàng phiêu phiêu ở ngoài một trường. Ngự phong quyết, không, so với ngự phong quyết còn muốn mau hơn nhiều. Hàn Lập thầm vừa mừng vừa sợ, lúc này bí mật thân pháp mau lẹ vô cùng của phong nhạc kia rút cuộc Hàn Lập đã biết có thể đoán được tên kia chính là nhờ vào đôi giày này mới có được động tác quỷ dị nhanh như lôi điện vậy